Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm. Tập 155. Chương 1541, Môn Đồ Danh Gia 2. Nhưng Công Tôn Ngu chỉ nhìn hắn, miệng đã ngậm lại. Người đọc sách trong trang phục nho sinh sau giá cắm nến, hình như đoạn lưỡi bị đứt kia đã mang đi toàn bộ dục vọng giao lưu. Khương Vọng hỏi, chúng ta viết chữ câu thông, có được không? Công Tôn Ngu lắc đầu. Hoặc là ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi liền gật đầu hoặc lắc đầu. Công Tôn Ngu đầu cũng không nhúc nhích, chỉ nhìn Khương Vọng. Trong ánh mắt của y, chỉ có sự trầm mặc từ người ngoài ngàn dặm. Y không muốn nói gì cả, y cũng sẽ không nói gì cả. Khương Vọng thở dài một hơi, nói, ngươi có biết Phùng Cố đã chết không? Lụa trắng ba thước, treo cổ tại linh đường của Thập Nhất Điện Hạ. Những lời này rốt cuộc cũng có chút xúc động đối với Công Tôn Ngu, y thò tay vào trong tay áo. Lấy ra một thanh chủy thủ, nhẹ nhàng ném xuống dưới chân Khương Vọng. Tay trái y cầm lấy góc áo tay phải làm một thủ thế mời. Đây là biểu đạt cuối cùng của y tối nay. Ý của y rất rõ ràng, y sẽ không nói gì hết. Hoặc là rời đi hoặc là giết y. Khương Vọng trầm mặc trong chốc lát, nhặt chủy thủ trên mặt đất lên, đứng dậy đi về phía trước. Gian phòng ngủ này bề ngang không quá 12 bước. Khoảng cách giữa hắn và Công Tôn Ngu không quá 6 bước. Hắn muốn giết chết Công Tôn Ngu, lúc dùng sẽ không quá một hơi thở. Công Tôn Ngu phản kháng hay không thì cũng không ảnh hưởng thời gian này. Một người là thiên kiêu trẻ tuổi nổi danh khắp thế gian, một người là cao đồ danh gia, đã từng là nhân vật bộc lộ tài năng trong thành Lâm Truy. Trước hôm nay, bọn họ chỉ gặp mặt một lần. Đôi bên hầu như không có lần giao tiếp nào khác. Vân Vũ Sơn từ biệt, sau đó mỗi người đều có trải qua riêng biệt. Trên đời này vốn là mỗi người đều đang trải qua cuộc đời của chính mình. Chỉ là sự hùng vĩ của Khương Vọng được thiên hạ truyền ca. Mà sóng to gió lớn của Công Tôn Ngu đã bị nửa đoạn lưỡi mà nuốt xuống bụng. Một lần lại một lần, tự mình nhai nuốt. Công Tôn Ngu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, vô cùng bình tĩnh. Không hối cũng không oán. Nhưng y chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, đó là thanh âm chủy thủ nhẹ nhàng đặt lên bàn. Y mở mắt, trước mắt đã không còn bóng người. Chỉ có thanh chủy thủ đặt ở trên bàn kia, nói rõ người kia đích thật đã từng tới. Rời khỏi tiểu viện Công Tôn Ngu ở, tiện tay giải trừ phong tỏa âm thanh. Vẻ mặt Khương Vọng không cảm xúc gì, chỉ dọc theo đường cũ quay về, nhảy ra khỏi trang viên, đi gặp ảnh vệ tên là Thanh Chuyên kia. Tiếng chim hót một khắc trước vang lên, chưa từng ngừng lại, biểu thị dưới sự giám thị của Thanh Chuyên, bên ngoài trang viên không có gì dị thường xảy ra. Phía nam trang viên không xa, có một mảnh sơn lâm, Thanh Chuyên ẩn thân ở đó, điều khiển chim hót cũng không có vẻ lạ lùng. Khương Vọng bay đi như gió, lướt qua bóng đêm, đột nhiên dừng bước trước sơn lâm. Hắn đặt tay lên thân kiếm. Ta tới đây không có ác ý, chỉ là vì tìm bạn cũ. Chưa từng đả thương người, chưa từng tổn hại trang viên. Không tin các ngươi hiện tại có thể trở về trang viên kiểm tra. Hắn dùng hết khả năng nói giọng ôn hòa, xin đừng làm tổn thương người mà ta mang đến. Tiêu chuẩn ngữ điệu không tệ, nhưng tiếng kêu quá theo quy luật thì không thể được. Từ trong bóng đêm sơn lâm, một người trẻ tuổi vóc người trung bình đi ra, vác cung nâng kiếm, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn Khương Vọng, giới thiệu một chút, ta là Dương Kính. Tiếng chim kêu tất nhiên là ngừng lại, ánh trăng mờ nhạt, đêm dài không gió, tại hạ Khương Vọng. Khương Vọng vẫn duy trì khoảng cách, chủ động chắp tay nói, tối nay không mời mà đến, là ta mạo muội, xin Dương công tử thứ lỗi. Nếu có cái gì ta có thể bồi thường, các hạ cứ việc nói ra. Dương Kính nhìn hắn, nói, cửu ngưỡng đại danh. Trong rừng có hai tu sĩ ăn mặc gọn gàng, áp giải Thanh Chuyên bị trói gô đi ra. Nhìn bộ dáng mặt mũi bầm dập của Thanh Chuyên, hiển nhiên là chịu chút đau khổ. Nhưng cũng may không bị thương nặng, tu vi cũng không xảy ra vấn đề gì, tính danh không đáng nhắc đến. Khương Vọng nói, trong rừng còn có 28 vị bằng hữu, không ngại cùng đi ra, cũng để ta cùng làm quen một chút. Vì vậy từng bóng đen từ trong rừng đi ra. Mỗi người đều dắt đao ở thắt lưng, khí chất lạnh lùng, mơ hồ kết thành quân trận. Dương gia có thể cắm rễ ở quận Bích Ngô lâu như vậy, mặc dù không tính là danh môn gì,
nhưng cũng quả thực có chỗ không thể khinh thường. Dương Kính lơ đễnh cười cười, ngươi làm sao đoán được là ta, mà không phải là phiền toái khác của ngươi trêu chọc chứ? Nếu là phiền toái khác, chắc hẳn sẽ không để cho ta phát hiện. Khương Vọng hờ hững giải thích một câu, lại nói, xin cho ta một cơ hội đền bù mạo phạm. Không cần. Dương Kính hất cằm, thủ hạ của hắn liền mở trói cho Thanh Chuyên. Hắn nhìn Khương Vọng nói, bằng hữu của ta không sao, người của ngươi cũng không sao. Khương Vọng thành khẩn nói, cảm tạ Dương công tử khoan dung. Bằng hữu của ta không muốn gặp khách, hy vọng không có lần sau. Nếu có lần sau, ta sẽ đưa danh thiếp trước. Khương Vọng nói, không tiễn, vậy chúng ta không làm phiền nữa. Khương Vọng chắp tay, rồi mang theo ảnh vệ tên là Thanh Chuyên rời đi. Cứ như vậy thả bọn hắn đi sao? Nhìn bóng lưng hai người này, một thủ hạ trước mắt hỏi. Nếu không thì sao? Dương Kính thở dài một hơi, đó là Khương Thanh Dương. Nhưng nơi này là quận Bích Ngô. Thủ hạ nói, quận Bích Ngô rất nhỏ, thiên hạ rất lớn. Dương Kính lắc đầu, xem ra cũng nên đổi chỗ khác cho Công Tôn huynh đệ rồi. Còn đau không? Đi trên đường, Khương Vọng hỏi. Thanh Chuyên nhếch miệng, không tính là gì, chỉ có điều bởi vì ta. Hành tung của ngài vẫn bị bại lộ, hắn sẽ không nói ra ngoài. Khương Vọng chắc chắn nói, xem từ điệu bộ đêm nay của Dương Kính, các ngươi có thể tìm tới nơi này, thật sự là không dễ dàng. Thanh Chuyên rất bình tĩnh nói, chuyện thắng công tử giao phó, chúng tôi dù gì cũng sẽ làm tốt. Khương Vọng lại nghĩ tới bộ dáng khoa trương khi hô to đạo chi chân lý của hắn. Hắn không nhịn được hỏi, các ngươi đều xuất thân từ quân ngũ. À, vâng, Thanh Chuyên nói, tại huấn luyện dưới trướng của Hung Đồ đại nhân. Đúng là dưới danh tướng không có nhược binh, Khương Vọng khen ngợi. Thanh Chuyên đại khái không quen được khích lệ, chuyển sang nói, bây giờ chúng ta quay về Lâm Truy sao? Khương Vọng nhìn thoáng qua sắc trời, đoạn thở dài, cũng chỉ có thể quay về Lâm Truy thôi. Chương 1542, nhà 1. Hôm đó trời mưa rất to, giống như trên trời có một con sông nào đó bị vỡ đê, nước từ trên trời đổ xuống. Sự việc cách nhiều năm như vậy, rất nhiều chi tiết đều đã mơ hồ. Chỉ duy nhất nàng ấn tượng khắc sâu là mưa rất lớn. Lúc đó là buổi tối, nàng đang sao chép tề luật ở trong phòng, ban ngày chơi chán rồi, buổi tối nhất định phải làm bài tập bù để tránh cha trở về thuyết giáo. Bà Vú ở bên cạnh khâu giày làm bạn cùng nàng. Bên ngoài tiếng mưa ào ào, thỉnh thoảng có một tia chớp chiếu sáng ngoài cửa sổ, kèm theo tiếng sấm ầm ầm. Thế cho nên khi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, nàng cũng không nghe thấy đầu tiên. Mãi đến khi lại gõ một hồi, bà Vú mới đứng dậy đi mở cửa. Nàng cũng tò mò nhìn ra ngoài, bởi vì phụ thân nói phải mấy ngày sau mới trở về. Muộn như thế này, sẽ là ai đây? Nàng không sợ người xấu, không có người xấu dám đến nhà nàng, cha nàng chính là chuyên môn bắt kẻ xấu. Trong nháy mắt bà Vú mở cửa, nàng chỉ nghe một tiếng rầm vang lên. Một bóng đen ngã vào trong phòng. Bóng đen đó nằm ngửa trên mặt đất, con mắt nhắm nghiền, môi xanh đen, trên cổ có một vết đao rất lớn, máu còn chưa chảy hết. Cha đã trở về. Sau đó có một đôi tay che mắt nàng lại. Ô ra ra giống như đang tức giận mắng cái gì đó. Nàng hoàn toàn không nghe được. Trong tai nàng ong 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 ong, một hồi lại là tiếng sấm nổ ầm ầm. Trước mắt nàng không phải là màu đen kịt, mà là màu đỏ thẫm. Khắp nơi đều là máu. Vết đao dữ tợn, máu chảy đầm đìa đó, qua nhiều năm như vậy, thủy chung vẫn luôn hiện ra trước mắt nàng. Nàng luôn có thể nhìn thấy. Bọn họ nói cha là tự sát. Bọn họ nói bộ đầu giỏi nhất thiên hạ, cha án bất lực, sợ trách nhiệm tự sát. Mà nàng chỉ nhớ rõ phụ thân nói, vinh quang của thanh bài đáng giá dùng tất cả của sinh mệnh để bảo vệ. Khi rất nhiều âm thanh lại bắt đầu cãi vã, Lâm Hữu Tà ở trong bóng tối mở mắt ra. Nàng bình tĩnh ngồi dậy, rời khỏi giường, trong bóng đêm tối tăm, đi tới trước cái bàn dựa sát tường. Khuê phòng của nàng có lẽ không giống với bất kỳ chỗ ở của bất kỳ nữ nhân nào trên đời, khắp phòng đều là chai lọ, các loại hồ sơ, điển tịch pháp gia, cùng với một ít vật chứng cổ quái kỳ lạ. Nhưng cũng không hỗn loạn, hết thảy đều phân loại rõ ràng, sắp xếp chỉnh tề có thứ tự. Phụ thân nói, làm chuyện gì nhất định phải có trật tự. Bất kể vụ án phức tạp cỡ nào, chỉ cần phân loại chỉnh lý tốt toàn bộ chi tiết của nó, chân tướng liền rõ ràng. Nàng nghe lời, nàng nỗ lực học tề luật, rất nhiều năm không ham chơi.
tim đập rất nhanh, rất vất vả, nàng án tỷ lệ phối chế một ít dược liệu, bắt đầu pha thuốc. Cái chày gỗ ở trong cối đá, đốc đốc đốc, đốc đốc đốc. Nhìn từ biểu hiện của Công Tôn Ngu, hắn rõ ràng là biết một chút gì đó. Nhưng nếu hắn không muốn nói, Khương Vọng cũng không muốn ép buộc. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, ngươi có thể đúng, nhưng điều này không có nghĩa người khác sẽ sai. Dĩ kỷ trách nhân, là ma trong ma. Có lẽ người không từ thủ đoạn sẽ có thể moi được chút tin tức gì từ Công Tôn Ngu, Dương Kính xuất mã cũng không thể giữ được hắn. Nhưng nếu Khương Vọng bằng lòng không từ thủ đoạn nào, hắn cần gì phải vất vả tìm đến Công Tôn Ngu. Người khác với người, tóm lại là có điều nên làm, có điều không nên làm. Khi trở lại Lâm Truy, trời đã sáng. Dưới sự yểm hộ của ảnh vệ, Khương Vọng lặng lẽ trở lại trạch viện của mình, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đêm nay, hắn cũng quả thực không thu hoạch được gì, hắn cũng không chán nản. Cảnh ngộ của Công Tôn Ngu, bản thân chính là một loại manh mối. Thân là danh gia môn đồ bị cắt lưỡi, thân là tâm phúc của Trường Sinh cung chủ lại lựa chọn ẩn cư, những điều này không thể không có nguyên nhân. Cụ thể y rời Trường Sinh cung từ lúc nào? Trong khoảng thời gian đó Trường Sinh cung đã xảy ra chuyện gì? Chuyện có thể bức Công Tôn Ngu tới mức này tuyệt đối không nhiều, đáp án ngay ở chỗ đau khổ. Điều tra của ảnh vệ cần một chút thời gian, bên phía Bắc Nha tạm thời cũng không có tin tức gì truyền đến. Khương Vọng ở trong phủ tu luyện một hồi, mãi đến khi quản gia tới nhắc nhở thời gian, hắn mới thong thả ra khỏi cửa. Hông trái đeo trường kiếm, hông phải treo bạch ngọc, thanh sam lỗi lạc, tất nhiên là hảo thiếu niên Lâm Truy. Xe ngựa đã sớm chuẩn bị xong, Khương Vọng leo lên xe, Sa Phu liền vung roi chạy thẳng tới Tồi Thành Hầu Phủ. Mấy ngày trước Lý Long Xuyên từng đề cập qua, bảo hắn hôm nay đến nhà ăn cơm một bữa, tóm lại là đã đáp ứng chuyện này, Khương Vọng tất nhiên sẽ không tùy tiện lỡ hẹn. Đến trước Hầu Phủ, xe ngựa dừng lại. Mặc dù Sa Phu mới tuyển không lâu, nhưng cũng được quản gia đặc biệt huấn luyện qua, hiểu quy củ, cầm danh thiếp muốn tiến lên. Trong Tồi Thành Hầu Phủ đã sớm có quản sự ra đón, là của nhà Kim Qua võ sĩ đúng không? Thấy rõ Khương Vọng chui ra khỏi xe ngựa, lại vội vàng hô, tước ra. Thiếu gia nhà ta đã sớm phân phó, ngài tới thì trực tiếp đi vào. Quản sự vừa dẫn đường cho Khương Vọng vừa gọi người tới đón Sa Phu của Khương gia. Cũng không phải là lần đầu tiên đến Tồi Thành Hầu Phủ, Khương Vọng quen việc đi theo thẳng vào bên trong. Chỉ vài bước, một vị công tử trán quấn ngọc đái đã bước nhanh ra. Khương huynh, hắn nhiệt tình vẫy tay, cười rất rực rỡ. Khương Vọng cũng cười theo, không phải nói, chỉ ăn một bữa cơm sao, sao còn chính thức đi ra đón như thế, không còn cách nào khác. Lý Long Xuyên cố ý chua xót nói, kiếm ăn quan trường không phải cần biết nịnh bợ sao. Bây giờ ta đã có quan chức, không thể không suy nghĩ cho tiền đồ. Ngài chính là tam phẩm kim qua võ sĩ. Cái bài giả chua xót này, hắn so với Hứa Trán Cao còn kém xa. Khương Vọng căn bản không tiếp đề tài này, nhìn xung quanh, hôm nay còn mời ai nữa. Lý Long Xuyên kéo cánh tay hắn đi thẳng vào trong, chỉ có một mình ngươi. Khương Vọng bị hắn kéo đi nhanh quá, còn tranh thủ hỏi, cơ mà, chúng ta ăn ở đâu không phải ăn sao, sao lại phải đến nhà ngươi? Lý Long Xuyên liếc xéo hắn, đầu bếp nhà ta không hầu hạ nổi ngươi hay sao? Đình viện hầu phủ rất sâu, Lý Long Xuyên từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, sinh ra đã là quý khí. Khương Vọng trắng tay khởi nghiệp mới kiếm được vị trí hiện tại, nhưng cũng không tỏ vẻ khiếp sợ gì, một đường cười tươi đi qua. Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1543, nhà 2. Khi đi đến thiện sảnh, Khương Vọng mới phát hiện bữa cơm này không bình thường, cơ hồ kích động muốn quay đầu bỏ chạy. Trong thiện sảnh bất ngờ có mặt Lý Lão Thái Quân, đương đại Tồi Thành Hầu Lý Chính Ngôn, Tồi Thành Hầu Phu Nhân Lý Hàn Thị, Đông Hoa Học Sĩ Lý Chính Thư. Cũng không phải thấy trưởng bối thì chột dạ, vấn đề là trong thiện sảnh này trừ bọn họ ra, chỉ còn lại hai tỷ đệ Lý Phượng Nghiêu và Lý Long Xuyên. Hiển nhiên là tính chất gia yến, hơn nữa còn là loại kín đáo nhất. Hắn vội vàng xông tới như vậy, trông có vẻ sát phong cảnh. Còn nữa, nếu sớm biết có những trưởng bối này ở đây, hắn nào dám canh đúng thời gian ăn cơm mới tới. Không nói trời chưa sáng đã tới, thế nào cũng phải tới sớm một hai canh giờ, biểu hiện một chút chi thư đạt lễ của Khương Thanh Dương hắn. Bây giờ thì hay rồi,
Dường như mọi người cả bàn đều đang chờ hắn. Ngoại trừ Lý Long Xuyên, hắn xứng được ai đợi. Cho nên lấy làm sợ hãi, bước chân đã thiếu tự tin. Hảo hài tử. Lý Lão Thái Quân cười tủm tỉm vẫy tay, lại đây, ngồi xuống bên cạnh ta. Lý Lão Thái Quân ngồi ở thủ vị, bên phải bà là Lý Chính Thư, tiếp Lý Chính Thư là vợ chồng Lý Chính Ngôn. Tuy tước vị Lý Chính Ngôn cao hơn, nhưng Lý Chính Thư càng lớn tuổi hơn, ngồi trong gia yến như vậy không có vấn đề gì. Bên trái của Lão Thái Quân, cách một vị trí chính là Lý Phượng Nghiêu, bên trái Lý Phượng Nghiêu, Lý Long Xuyên đã đi tới ngồi vào đó. Hiển nhiên vị trí trống kia dành cho vị khách Khương Vọng. Trước mặt vị Lão Thái Thái này, Khương Vọng thực sự không có quyền cự tuyệt, mặc dù không thể thăm dò ra ý nghĩ, nhưng vẫn nhất nhất hành lễ với Lão Thái Quân, vợ chồng tôi thành hầu, Đông Hoa học sĩ, ngoan ngoãn đi tới, ngồi bên cạnh Lý Lão Thái Quân, đường đường nhân vật công thần lớn nhất của trận chiến Tinh Nguyệt Nguyên, dám hỏi dưới thần lâm ai đệ nhất, chỉ biết ngây ra ngồi bên cạnh Lão Thái Thái, giống như một con chim cút đang co rúm. Hôm nay là thọ yến của tổ mẫu đại nhân, lão nhân gia muốn gọi ngươi tới chơi. Lý Phượng Nghiêu ngồi ngay ngắn, nhẹ giọng nhắc một câu. Khương Vọng vội vàng đứng dậy, lại hướng Lão Thái Thái hành lễ, ta đây, quá thất lễ rồi. Nếu sớm biết hôm nay là sinh nhật của Lý Lão Thái Quân, Khương Thanh Dương hắn dù có túng thiếu cũng sẽ không thiếu thọ lễ. Hiện tại tới đây hai tay không, để ngoại nhân biết được, không biết sẽ cười như thế nào. Ngồi xuống nói chuyện. Lão Thái Thái kéo tay hắn, ấn hắn về chỗ ngồi, sẵn giọng nói, mới tới Lâm Truy không bao lâu mà đã học mấy thứ khách sáo vô dụng này của ai rồi. Có phải Long Xuyên không? Lý thị ta đời đời tướng môn, cũng không thịnh mấy thứ không thực tế này đâu. Lý Long Xuyên kêu oan, chính cháu cũng không biết cái gì gọi là khách sáo, lấy cái gì mà dạy hắn. Khương Vọng oán giận nhìn hắn một cái. Hắn lại bất đắc dĩ nói, Lão Thái Thái không cho ta nói, ta làm sao dám nói. Hảo hài tử, là ta bảo Long Xuyên lừa ngươi tới. Lão Thái Thái vỗ vỗ mu bàn tay Khương Vọng, lớn tuổi rồi, không chịu nổi ồn ào, càng không muốn bảo chúng nó bày vẽ, phô trương cái gì, chỉ muốn đóng cửa, người nhà ngồi lại với nhau. Ngươi sẽ không trách nãi nãi chứ? Lời này vừa nói ra, Lý Chính Thư chỉ mỉm cười. Lý Chính Ngôn đang nâng ly chợt dừng lại, còn hầu tước phu nhân Lý Hàn Thị bên cạnh lại không áp chế được vẻ kinh ngạc trong mắt. Hiển nhiên mọi người trước đó đều không biết Lão Thái Thái sẽ nói ra những lời như vậy. Ẩn ý của lời này là đã coi Khương Vọng như người trong nhà. Khương Vọng thật sự có chút thụ sủng nhược kinh. Lấy địa vị của Thạch Môn Lý Thị, nếu Lý Lão Thái Quân muốn mở tiệc mừng thọ một cách nghiêm chỉnh, chỉ sợ hơn phân nửa thành Lâm Truy đều sẽ kinh động. Hôm nay xe ngựa của Khương Vọng có chen vào được không vẫn là khó nói. Nhất là vào thời khắc mấu chốt đang thúc đẩy vụ án Lôi Quý Phi, sau khi hắn bị người thông qua Sa Phu uy hiếp. Lão Thái Thái đây là đang chống lưng cho hắn. Có thể được ngồi ở đây là vinh hạnh của Khương Vọng. Khương Vọng ấp úng nửa ngày, rốt cuộc cũng nói, nãi nãi. Hảo hài tử. Lão Thái Thái tươi cười rạng rỡ, phân phó, mở tiệc đi. Bọn hạ nhân chờ đợi đã lâu, tất nhiên là nối đuôi nhau mà vào, dâng lên đủ loại sơn hào hải vị. Lão Thái Thái trên yến tiệc không ngừng gắp thức ăn cho Khương Vọng, chốc thì hỏi chuyện này chốc lại hỏi chuyện kia. Trên bàn cơm, chỉ có hai người họ là nói chuyện. Những người khác đều yên lặng ăn cơm, chỉ khi Lão Thái Thái gọi tên thì mới đáp lại hai câu. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của Lão Thái Thái ở trong nhà này đúng là chí cao vô thượng. Khương Vọng không được tự nhiên cho lắm, nhưng cũng không thể phủ nhận một chút tâm tình lo lắng trong khoảng thời gian này đã từ từ lặng yên trong buổi trò chuyện nhà hôm nay. Từ khi còn rất nhỏ, hắn đã cùng phụ thân sống nương tựa vào nhau. Hắn chưa từng gặp qua gia gia nãi nãi, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu của mình, hắn cơ hồ chưa từng có kỷ niệm với loại trưởng bối cách một thế hệ như thế này. Nghĩ đến nếu còn nãi nãi, chắc cũng hiền lành như Lý Lão Thái Quân. Bất chi bất giác, tiệc đến hồi kết. Lão Thái Thái uống trà xong, nhìn Khương Vọng với ánh mắt hiền từ, nãi nãi lớn tuổi rồi, ăn no liền mơ hồ, nên không làm phiền ngươi nói nhảm nữa, để Phượng Nghiêu đi dạo trong vườn với ngươi. Nãi nãi, ngươi không cần quan tâm, Lý Long Xuyên xung phong làm việc nghĩa, con dẫn Khương huynh ra ngoài chơi. Hắn lại ngồi xuống, yên lặng múc cho mình thêm một chén canh. Lão Thái Thái thu hồi ánh mắt, vẫn mỉm cười nhìn Khương Vọng. Khương Vọng cho dù có đần độn, lúc này cũng nhìn ra được ý tứ của Lão Thái Thái, không khỏi khó xử. Ngược lại Lý Phượng Nghiêu thoải mái đứng lên, đi thôi, Thanh Dương. À, được.
Khương Vọng cũng không có gì khác để nói, nhất nhất hành lễ đối với mấy vị trưởng bối xong, liền đứng dậy theo Lý Phượng Nghiêu rời đi. Lý Lão Thái Quân tất nhiên là luôn mồm hảo hài tử. Lý Chính Thư, Lý Chính Ngôn đều mỉm cười đáp lại. Không biết có phải ảo giác hay không, duy chỉ có sắc mặt tồi thành hầu phu nhân là không được tốt. Khương Vọng không có tư cách để so đo, cũng không có tính cách so đo những việc này, chỉ im lặng đi theo bên cạnh Lý Phượng Nghiêu. Không hiểu sao có chút khẩn trương, còn có một chút lúng túng không biết phải làm sao. Trời thấy, đây là lần đầu tiên hắn bị người ta buộc chỉ hồng rõ ràng như vậy, mà đối tượng còn là Lý Phượng Nghiêu lãnh diễm vô song. Lão Thái Thái cười tủm tỉm nhìn bóng lưng hai đứa nhỏ, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng. Đợi đến khi thân hình của họ biến mất, nụ cười của bà cũng biến mất theo. Nhìn xem, một đứa trẻ lễ phép biết bao nhiêu. Bà không nhẹ không nặng nói, đáng tiếc có một số người, tuổi đã không nhỏ, còn không hiểu chuyện bằng một đứa bé. Sắc mặt tồi thành hầu phu nhân khó coi, nhưng dù sao cũng không dám nói gì. Tổ mẫu và mẫu thân có mâu thuẫn, khiến Lý Long Xuyên đầu to như cái đấu, hận không thể vùi đầu vào bát canh. Lý Lão Thái Quân khẽ hừ một tiếng, nhẹ nhàng đẩy cốc trà ra, lão thái bà về trong viện đây, miễn cho làm chướng mắt ai. Trong mắt Lý Chính Thư lộ ra ý cười, vội vàng đứng dậy đỡ lấy, con tiễn mẹ đi. Lý Chính Ngôn cũng tranh thủ đứng lên, huynh trưởng, để ta đưa mẫu thân đi, không cần ai. Lão thái thái liếc mắt nhìn hắn, hầu ra là gia chủ, sao có thể thất lễ đưa bà già này được. Xin mời ngồi xuống. Lý Chính Ngôn bị giận chó đánh mèo, bất đắc dĩ ngồi xuống. Lão thái thái được Lý Chính Thư đỡ, chậm chậm rời khỏi thiện sảnh. Lý Lão Thái Quân vừa đi, Lý Hàn Thị liền nhìn về phía trưởng phu, hầu ra, ông phân xử thế nào. Lý Chính Ngôn cảm thấy đau đầu, nhanh chóng vận dụng. Một bài luôn luôn đúng, lão thái thái lớn tuổi rồi, cứ chiều cho bà vui vẻ đi. Hắn dừng một chút, và lại Khương Vọng rất tốt. Không phải ta nói Khương Vọng không tốt, ta cũng không phải phản đối. Lý Hàn Thị bất mãn nói, Phượng Nghiêu dù sao vẫn là con gái của ta mà. Ta cũng chưa từng tiếp xúc với Khương Vọng kia, lão thái thái đã như vậy, khiến người ta xem thường hay sao? Lý Long Xuyên yên lặng bàng thính nửa ngày, trợn trắng mắt, ai có thể xem thường tỷ tỷ của con chứ? Có việc của con sao? Lý Hàn Thị căm tức. Lý Long Xuyên rụt cổ lại, tiếp tục uống canh. Được rồi, được rồi. Lý Chính Ngôn khuyên nhủ, việc này chủ yếu là xem ý của hai đứa trẻ, thành hay không rồi tính tiếp. Chúng ta là ai mà có thể làm chủ cho Phượng Nghiêu? Uống xong chưa? Lý Hàn Thị không buông tha nhìn hằm hằm Lý Long Xuyên, uống xong thì mau đi đi, không biết mình chướng mắt hay sao. Uống xong rồi, Lý Long Xuyên nhanh chóng đặt bát xuống, vừa nhấc chân lên đã bỏ chạy. Lúc này Lý Hàn Thị mới quay đầu lại, nhìn trượng phu, ấm ức nói, tôi đây không phải không thể nhịn được sao, cái khác thì thôi, tùy ý lão thái quân. Chuyện đại sự của Phượng Nghiêu, lão nhân gia cũng không chịu thương lượng với tôi một tiếng. Lý Chính Ngôn hạ thấp giọng nói, chuyện này là lão thái thái không đúng, vi phu biết được sự ủy khuất của nàng. Ụ. Giọng nói của hắn khôi phục bình thường, hai ngày nữa ta muốn đi Chu Hòa tuần tra, phu nhân có muốn đi theo không? Chương 1544, 17 năm, 1. Người già phần lớn là như vậy, họ đã trải qua quá nhiều chuyện, hơn nửa đời người đều trải qua như vậy, cho nên kỳ thật càng thêm cố chấp. Lý Phượng Nghiêu cao gầy đi trong hoa viên hầu phủ, khiến cho quần hương thất sắc. Vẫn là giọng nói băng lãnh xa cách, đối với Khương Vọng ngược lại có vài phần hòa hoãn, cái hố họ đã dẫm qua, không hy vọng ngươi lại dẫm lên, sai lầm họ đã phạm phải, không hy vọng ngươi tái phạm. Những điều tốt đẹp mà họ nhìn thấy, hy vọng ngươi có được, họ cố chấp cho rằng, với kinh nghiệm nhân sinh của họ, có thể xây dựng tốt cho tất cả cho ngươi. Nhưng thế giới là đang biến hóa, mà nhân sinh của mỗi người đều khác nhau. Ngươi không cần quá để ý. À, không đâu. Ở trước mặt Lý Phượng Nghiêu, Khương Vọng có chút mất tự nhiên không biết nói gì cho phải. Đối với hắn mà nói, hình tượng của Lý Phượng Nghiêu lúc ban đầu được thành lập trong miêu tả của Lý Long Xuyên và Hứa Tượng Càn. Hai vị này vị Lý Phượng Nghiêu trị cho ngoan như cún, nhìn thấy Lý Phượng Nghiêu như chuột thấy mèo. Khương Vọng là hồ bằng cẩu hữu của bọn họ, trời sinh đã thấp hơn Lý Phượng Nghiêu một cái đầu. Mỗi lần gặp lại đều cung kính kính dè dặt. Tuy Lý Phượng Nghiêu không tàn nhẫn đối xử với hắn như lời đồn, thậm chí còn chưa từng niềm nở với hắn. So với Khương Tước gia, bản thân Lý Phượng Nghiêu ngược lại tự nhiên hơn, vừa đi vừa nói,
ngoại lâu của ngươi lập là tinh vực nào? Đề tài thay đổi quá đột ngột, Khương Vọng hơi sửng sốt. Sao vậy? Lý Phượng Nghiêu dừng lại, dùng đôi mắt xương lạnh nhìn hắn. Ta không xứng thảo luận tu hành với đệ nhất thiên kiêu đại tề sao? Tuyệt đối không có ý đó. Khương Vọng cuống quýt giải thích, ta vừa rồi đang suy nghĩ tới vụ án. Ngọc Hành, là Ngọc Hành. Trong mắt Lý Phượng Nghiêu hiện lên ý cười, quay đầu đi, tiếp tục đi về phía trước, Thanh Bài tự có chức trách. Chuyện vụ án này, ngươi không nên nói với ta. Đúng, ta chỉ ở trong lòng suy nghĩ một chút, sẽ không nói ra. Lúc này Khương Vọng câu nệ như một đứa trẻ mới vào học đường, bởi vậy hoàn toàn có thể lý giải được tâm tình của Lý Long Xuyên và Hứa Tượng Càn. Vị tỷ tỷ này, khí chàng quá mạnh, thế nhưng việc tu hành có thể nói một chút. Dù sao đại đạo xa xôi, có thể xác minh lẫn nhau. Lý Phượng Nghiêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua vòm trời, chợt thấy hai ngôi sao sáng chói, hô ứng lẫn nhau. Từ sau chuyến đi Thất Tinh Cốc, cũng chưa từng thấy Lý Phượng Nghiêu bày ra thực lực. Khương Vọng đến hôm nay mới phát hiện, Lý Phượng Nghiêu vậy mà đã vô thanh vô tức dựng lên hai tòa tinh lâu rồi. Cẩn thận nghĩ lại, cũng không có gì ngoài ý muốn. Từ lúc ở Thất Tinh Cốc, hắn vẫn là đằng long cảnh, Lý Phượng Nghiêu cũng đã là cảnh giới thần thông nội phủ. Hồi đó liền nghe nói, thần thông nàng hái xuống không tiện chiến đấu, thế nhưng trợ giúp tu hành. Sau khi bí cảnh Thất Tinh Cốc kết thúc, nàng một mực tu hành ở Băng Hoàng Đảo, về Lâm Truy cũng không bao lâu. Mà vị Phượng Nghiêu tỷ tỷ này chính là nhân vật hung hãn đã đổi tên cho mình trên gia phả Thạch Môn Lý Thị. Cho dù được trưởng bối sủng ái, nếu không có thiên tư hơn người, làm sao có thể ở tuổi này thay đổi quy củ của Lý Thị. Tinh lâu là căn cơ thuật đạo, ngoại lâu cảnh là cảnh giới thuật đạo. Nhưng mặc kệ Lý Phượng Nghiêu cảnh giới như thế nào, khi trò chuyện tu hành, Khương Vọng trong nháy mắt thong dong hơn nhiều. Đối với tỷ tỷ hắn hơi bất an, đối với đạo hữu hắn chậm rãi nói, chẳng qua là tổng kết nhận thức nhân sinh của quá khứ. Dù là nông cạn một chút, cũng phải tiếp cận chân thực cơ sở của vấn đạo. Lấy Ngọc Hành làm ví dụ, ta vẫn luôn suy nghĩ, đạo như thế nào mới có thể ngạo nghễ vũ trụ, sừng sững tứ phương, ta phải đi đâu, ta có yêu cầu gì. Lý Phượng Hâm hiển nhiên không nghĩ tới hắn thật sự nói về tu hành, nhưng cũng chăm chú lắng nghe, sau đó mới nói đến ngoại lâu cảnh. Gia phụ nắm giữ trục phong của cửu tốt, trong quân có một tên chính tướng ngoại lâu cảnh tên là Cố Hạnh, khiến lão nhân gia hắn khắc sâu ấn tượng. Khương Vọng cũng không hiểu tại sao Lý Phượng Nghiêu lại đột nhiên nói về chính tướng trong trục phong quân, nhưng cũng làm ra vẻ chăm chú lắng nghe, người này rất mạnh sao. Lý Phượng Nghiêu nhìn hắn một cái, có lẽ không mạnh bằng ngươi bây giờ, nhưng mà người này, thật lâu trước kia. Đại khái là vào năm đạo lịch 3920 đã giải quân chức, ra biển lang bạt nhiều năm, hiện tại là đảo chủ của Bá Giác Đảo. Người này rất quan trọng trong trục phong quân sao? Khương Vọng hỏi, nếu như quan trọng, sao lại đi? Trục phong làm sao lại thả hắn đi? Lý Phượng Nghiêu nói, chỉ là hôm nay nhớ tới hắn. Ngươi nói có lạ không? Hắn có một đồng hương, cũng không biết có phải là bạn tốt hay không, tóm lại là biết nhau. Họ Đỗ tên Phòng, là một bộ đầu trong Bắc Nha, cũng là tu vi ngoại lâu cảnh. Bộ đầu này trong quá trình bắt một tên nghi phạm cấp độ đằng long, lại đồng quy vu tận với nghi phạm. Khương Vọng trầm mặc chốc lát, mới nói, đúng là rất quái lạ. Lúc này hắn mới kịp phản ứng. Năm đạo lịch 3920, chính là năm Nguyên Phượng thứ 38. Lý Phượng Nghiêu đâu phải là đang thảo luận về việc tu hành tầng thứ ngoại lâu đâu. Là đang cung cấp cho hắn manh mối về vụ án năm đó. Được rồi, đi dạo lâu như vậy, chúng ta cũng có thể báo cáo kết quả rồi. Lý Phượng Nghiêu hiếm khi nở nụ cười. Một băng sơn mỹ nhân dung mạo vô song như vậy, chỉ khẽ nở nụ cười, phảng phất như toàn bộ xương đông đều bị tan chảy, đông nguyệt cũng vì vậy mà tươi đẹp. Tuy trong đầu Khương Vọng đã bị cuốn vào vụ án ác liệt, nhưng lại thoáng bị thất thần trước nụ cười này. Về đi, nàng nói. Ặc, được. Khương Vọng ngoan ngoãn đáp lời. Vậy ta không tiễn. Lý Phượng Nghiêu dừng bước, tổ mẫu rất thích ngươi, đến thăm bà nhiều hơn. Được. Khương Vọng nhẹ giọng nói, Phượng Nghiêu tỉ tỉ. Sau đó xoay người, bước lên con đường hoa mà đi, rời khỏi tồi thành hầu phủ có đình viện sâu thẳm. Nói đến kết duyên với Thạch Môn Lý Thị, trước kia chính là bắt đầu từ Lý Long Xuyên. Lúc mới gặp ở bí cảnh Thiên Phủ, thái độ của Khương Vọng đối với Thạch Môn Lý Thị thật ra là rất cẩn thận. Chủ yếu là bởi vì câu thơ kia, thiên hạ đô tụng Thạch Môn Lý, hoàn hữu thủy chi phượng tiên trương. Đều là đỉnh cấp danh môn, sau khi phục quốc công thần,
Bởi vì đâu Thạch Môn Lý Thị có thể sừng sững không ngã, Phượng Tiên Trương Thị lại lưu lạc đến mức này. Đối với Phượng Tiên Trương Thị sinh lòng tiếc nuối, đồng thời cũng không khỏi có thêm một phần để ý đối với Thạch Môn Lý Thị. Về sau hắn thay mặt Trọng Huyền Thắng đưa Khâu Sơn Cung cho Lý Long Xuyên, lại có sự giúp đỡ của Hứa Tượng Càn, đôi bên mới coi như chính thức kết duyên. Thạch Môn Lý Thị là thế gia thế nào? Tổ tiên được hưởng công lao phục quốc, lập linh tử ở trong hộ quốc điện, còn nằm trong hàng đầu. Nhiều năm trôi qua, danh tướng xuất hiện lớp lớp, nhân tài chưa tuyệt, thủy chung sừng sững trong hàng ngũ danh môn đỉnh cấp của Đại Tề. Khương Vọng chỉ là một thất phu thôn dã xuất thân từ một quốc gia hẻo lánh, trong quá trình tiếp xúc với danh môn bực này, lại chưa bao giờ cảm thụ qua nửa phần ngạo mạn. Bất kể là Lý Long Xuyên, Lý Lão Thái Quân, Lý Phượng Nghiêu, ngay từ đầu đến giờ, trong cảm nhận của hắn vẫn chỉ có sự tôn trọng. Hiện tại là như thế, thời điểm hắn còn chưa thành danh đã là như thế. Cho nên mới, nói Thạch Môn Lý Thị vì sao có thể được vinh quang lâu dài. Có lẽ đây là nguyên nhân. Ngồi trên xe ngựa về phủ, Khương Vọng im lặng suy nghĩ. Thế gia cấp bậc như Thạch Môn Lý Thị, tất nhiên là có thể bỏ qua rất nhiều quy củ. Nhưng Khương Vọng với tư cách là một thành viên trong hệ thống Thanh Bài, lại đang tham dự vào một vụ án quan trọng do Thanh Bài điều tra, vậy thì phải cẩn thận. Lý Phượng Nghiêu sẽ không vô duyên vô cớ đề cập đến năm đạo lịch 3920, càng không cần vô duyên vô cớ nhắc tới Cố Hạnh. Nói câu khó nghe, chỉ là một nhân vật cấp độ ngoại lâu, đâu đáng để Thạch Môn Lý Thị nhớ mãi không quên. Duy chỉ có hướng đi sau đó của Cố Hạnh mới đáng để cân nhắc. Đảo Bá Giác là một hòn đảo nhỏ mà Điền gia khống chế ở hải ngoại. Cố Hạnh năm đó giải chức từ Trục Phong, lựa chọn ra biển Lang Bạt, có phải có liên quan tới Điền gia hay không? Mà Lý Phượng Nghiêu cố ý đề cập đến, người kia tên là Đỗ Phòng. Một Thanh Bài bộ đầu lấy tu vi ngoại lâu cùng sát thủ Đằng Long cảnh đồng quy vu tận, lại ở trong đại án năm đó đóng vai trò nhân vật gì? Lý Phượng Nghiêu dù sao cũng không đến mức rảnh rỗi không có việc gì nhắc tới người này. Cứ thêm một đầu mối là sẽ càng tới gần chân tướng một phần. Khương Vọng dự cảm mình cách nó đã không xa. Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1545, 17 năm, 2. Đang suy tư, bỗng nhiên màn gió khẽ động, một bóng người lóe lên tiến vào. Mặc dù Khương Vọng kinh bất loạn, bàn tay mở ra, đạo nguyên kinh khủng, lực lượng thần hồn càng thêm mãnh liệt, mắt trái đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Tất cả những thứ này chỉ diễn ra trong nháy mắt, rồi lại biến mất trong nháy mắt. Năm ngón tay thò ra đã đến trước mặt đối phương, lơ lửng một lát, sau đó thu trở về. Ta suýt chút nữa đã giết chết cô rồi, hắn cau mày nói. Lâm Hữu Tà ngồi trong xe, vẫn buộc tóc bằng khăn vuông màu xanh, mặc nam trang, vẻ mặt không chút dao động nói, nếu như đến cái này cũng không khống chế nổi, vậy uổng công xưng Tề Quốc đệ nhất thiên kiêu rồi. Trừ phi, ngươi thật sự muốn giết ta, có thể lấy tu vi thua xa hắn mà đến gần khoảng cách này. Chỉ có thể nói không hổ là con gái của Lâm Huống. Độc môn bí thuật như niệm trần, khẳng định không ít. Lão gia, Sa Phu ở ngoài rèm nói, không có việc gì, Khương Vọng lên tiếng đáp lại. Tiện tay phong tỏa lại âm thanh trong xe, Khương Vọng có chút đau đầu nói, nếu như cô muốn quang minh chính đại bái phỏng ta, có thể cầm danh thiếp đăng môn. Nếu như cô muốn lén lút lút bái phỏng ta, vì sao lại chui vào xe ngựa của ta trên đường? Bởi vì cầm danh thiếp đăng môn, còn phải để quản gia của ngươi hỏi rõ lai lịch, còn phải suy xét tâm tình của ngươi, xem ngươi có nguyện ý gặp khách hay không. Lâm Hữu Tà nói như đúng rồi. Khương Vọng, hơn nữa, Lâm Hữu Tà nói, chỉ cần đủ thong dong, thật ra ban ngày càng bí mật hơn so với ban đêm. Trên đường đột nhiên tiến vào xe ngựa của ngươi, so với nửa đêm gõ cửa sau nhà ngươi thì bí ẩn hơn nhiều. Đón nhận ánh mắt phức tạp của Khương Vọng, nàng tổng kết một chút tri thức nhỏ phá án, hy vọng có thể trợ giúp ngươi. Hôm nay cô đến đây là vì lên lớp ta, Khương Vọng hỏi giọng yếu ớt. Lâm Hữu Tà trầm mặc một hồi, nói, ta đã biết hung thủ là ai rồi. Vẻ mặt Khương Vọng trở nên nghiêm túc, hung thủ của vụ án Lôi Quý Phi. Thật ra Phùng Cố đã để lại rất nhiều manh mối. Lâm Hữu Tà nói, ở ngay trước mắt chúng ta. Ví dụ như, Phùng Cố bị treo cổ trong linh đường, lúc chết mặt hướng đông bắc. Trên tang lễ của thập nhất điện hạ, vị trí đứng của linh đường ngày đầu tiên, người đứng ở nơi đó là ai?
ngươi còn nhớ không? Khương Vọng suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, ngay từ đầu là Hoa Anh công chủ, sau đó là Hoàng hậu điện hạ. Đây là đầu mối đầu tiên Phùng Cố cho ta, mặt hướng Hoàng hậu. Lâm Hữu Tà nói, đây là đầu mối cho những người cũng có mặt lúc đó, đương nhiên cũng bao gồm cả Khương Tước gia người. Cái này quá gượng ép. Khương Vọng lắc đầu nói, tang lễ trọn vẹn 3 ngày, không biết có bao nhiêu người đã tiến vào linh đường tế bái. Thế nhưng người có thể đứng im ở một phương vị cũng không nhiều, cơ hồ không có người khác. Làm sao có thể coi hướng mặt của người chết là manh mối? Phùng Cố là tự sát. Đây là một màn tự sát có kế hoạch tỉ mỉ, mỗi chi tiết nhỏ đều là kết quả sau khi ông ta suy nghĩ rất cặn kẽ. Bình thường treo cổ tự sát, hoặc là hướng về đại môn, hoặc là hướng về hướng ông ta muốn nhìn thấy. Phùng Cố hiển nhiên là một loại tình huống sau. Cũng là người ngày đầu tiên xuất hiện trong tang lễ, thật ra trong lòng Khương Vọng đã mơ hồ tin chuyện này. Bởi vì hắn cũng đang suy nghĩ Phùng Cố đã để lại đầu mối gì cho hắn. Nhưng hắn vẫn nói cái này không thể thuyết phục người, cho nên còn có manh mối thứ hai. Lâm Hữu Tà hỏi, còn nhớ chén canh thuốc của thập nhất điện hạ không? Khương Vọng nhìn nàng. Lâm Hữu Tà nói, thành phần trong chén thuốc kia ta đã nói với ngươi rồi. Bên Bắc Nha ngoại trừ ta ra, cũng có dược sư khác kiểm nghiệm qua, thành phần không sai chút nào, nhưng thời gian ta không nói. Thời gian, có một vị thuốc là mới thêm vào, nhưng khi bát thuốc này nguội ít nhất phải 1 ngày 2 ngày sau mới được thêm vào. Ngoại trừ Phùng Cố, ta không nghĩ ra còn có ai làm việc này. Vị thuốc này chính là chân nhện bụng đỏ. Khương Vọng trầm mặc. Bình thường hắn sẽ chỉ ở trước mặt Trọng Huyền béo không hiểu giả bộ hiểu, mà đối với chân nhện bụng đỏ, hắn hoàn toàn không hiểu rõ lắm. Nếu như vị thuốc này có vấn đề gì, ngày đó Trịnh Thế cũng đồng dạng ngửi được thành phần nước thuốc, vì sao không có phản ứng? Nó cũng là linh dược chống cự hàn độc, đặt trong chén thuốc này cũng không đặc biệt, nhưng bản thân nhện bụng đỏ rất đặc biệt. Lâm Hữu Tà tiếp tục nói, nó có biệt danh là nhện ăn con. Nhện này sinh con để ăn, một lần ấp nở 10 con, ăn 9 mà lưu lại 1. Tại sao Phùng Cố cố ý thêm vào một vị thuốc như vậy? Thập nhất điện hạ đã không còn, chén thuốc này không phải cho người uống mà là cho người ta xem. Cho ai xem? Có thể là ta, có lẽ là ngươi. Mẹ ruột thập nhất điện hạ đã chết, con nhện ăn con này là chỉ ai? Ta nghĩ, đã không cần nói cũng biết. Khương Vọng rung động mà biến sắc. Nếu như nói Phùng Cố thật sự muốn ám chỉ điều gì đó, như vậy những ám chỉ này gộp lại, quả thực là đủ rồi. Như vậy, năm Nguyên Phượng thứ 38, hung thủ của vụ án ám sát Lôi Quý Phi lại là đương kim Hoàng hậu. Nếu như người phía sau màn thật sự là Hoàng hậu, như vậy vụ án này bị đè xuống như vậy cũng hoàn toàn có thể lý giải. Nếu như là bóng ma mà đương kim Hoàng hậu phủ xuống, Phùng Cố thân là thái giám tổng quản Trường Sinh Cung cũng quả thực chỉ có thể lấy cái chết để tác động đến vụ án này. Thế nhưng, Khương Vọng nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc khiếp sợ, bình tĩnh nói, nhưng điều này cũng chỉ có thể nói rõ hận ý của Phùng Cố. Ông ta có thể cho rằng đương kim Hoàng hậu là hung thủ hại chết Lôi Quý Phi, nhưng hoài nghi của ông ta không phải là chứng cứ. Ý tứ mà Khương Vọng muốn biểu đạt rất đơn giản. Chỉ dựa vào những thứ này, muốn xốc lại vụ án ám sát Lôi Quý Phi thì còn lâu mới đủ. Nói câu khó nghe, Phùng Cố bất quá chỉ là một con chó nhà của Trường Sinh Cung, đối với Hoàng hậu mà nói, ông ta là cái thá gì? Ông ta cắn một cái này, không đau không ngứa. Sự hoài nghi của ông ta không có ý nghĩa, đâu chỉ là Phùng Cố. Hoài nghi của Khương Thanh Dương hắn và Lâm Hữu Tà có khác gì Phùng Cố. Chỉ có chứng cứ ván đã đóng thuyền mới có một chút xíu khả năng lay động uy quyền của Hoàng hậu. Nếu không, bọn họ tùy tiện mở miệng hoài nghi, chỉ có chết mà thôi. Hắn hy vọng hôm nay Lâm Hữu Tà xông vào xe ngựa, nói tới chuyện này là mang theo chứng cứ. Nhưng Lâm Hữu Tà lắc đầu, làm sao có thể có chứng cứ được. Giọng nói của nàng đắng chát đến cực điểm, đã qua nhiều năm như vậy, người có thể làm ra một vụ án lớn như vậy, làm sao có thể để lại chứng cứ đến tận bây giờ. Thời gian chưa bao giờ bảo lưu thứ gì cho bất cứ ai. Vì vậy 17 năm nay chỉ có một loại tuyệt vọng nặng nề. Chương 1546, chỉ có ngông nghênh, 1. Phùng Cố không để lại cái gì khác sao? Khương Vọng hỏi Lâm Hữu Tà. Đương nhiên có một chút manh mối khác, nhưng đều là cố tình bày ra nghi trận. Vì mê hoặc người điều tra, càng là mê hoặc người phía sau màn,
Manh mối của ông ấy là cho ta xem, ông ấy biết ta có thể nhìn thấu mê vụ. Lâm Hữu Tà nói, bởi vì phụ thân ta là Lâm Huống. Thứ cho ta nói thẳng. Khương Vọng bình tĩnh nói, nếu như không có chứng cứ như sắt, bất luận cô làm cái gì đều không có ý nghĩa. Chúng ta phân tích ở chỗ này cũng chỉ có thể là phân tích. Lâm Hữu Tà nói, ta không chứng minh được hung thủ của vụ án ám sát Lôi Quý Phi là ai, nhưng ta chỉ cần chứng minh cái chết của cha ta có liên quan tới đương kim hoàng hậu. Sở dĩ Phùng Cố hy vọng ta tham dự vụ án này, nguyên nhân chính là ở đây. Lâm Huống vì điều tra vụ án ám sát Lôi Quý Phi mà chết, nếu như có thể chứng minh cái chết của hắn không phải là tự sát, mà lại có quan hệ với hoàng hậu. Quả thực cũng có thể xem như một chứng cứ quan trọng, có thể liên hệ đương kim hoàng hậu với cái chết của Lôi Quý Phi. Cô định chứng minh thế nào? Khương Vọng hỏi. Đây là chuyện của ta. Lâm Hữu Tà nói. Khương Vọng vốn tưởng rằng hôm nay Lâm Hữu Tà là tới đây tìm kiếm trợ giúp, thậm chí cũng đã chuẩn bị hỗ trợ, không ngờ nàng lại không phải vậy. Dường như nửa đường nàng nhảy vào trong xe ngựa chỉ vì báo cho Khương Vọng biết chân tướng mà nàng nhận định. Vì sao lại nói với ta những điều này? Khương Vọng hỏi. Lâm Hữu Tà dừng một chút, nói, phụ thân ta là người ưu tú nhất từ khi Thanh Bài thành lập đến nay, cả đời phá án vô số, tận trung chức vụ. Ông ấy sẽ không tự sát, cũng không nên tự sát. Ta hy vọng nếu như ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, còn có người sẽ nhớ kỹ những chuyện này. Ta hy vọng cô đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khương Vọng chậm rãi nói, bởi vì trừ cô ra, không có ai sẽ nhớ đến ông ấy lâu như vậy. Đôi mắt dường như có thể thấy rõ hết thảy của Lâm Hữu Tà hơi rủ xuống, ánh mắt rơi vào góc áo của mình, lúc ở quần đảo Cận Hải. Ngươi nói với ta, ngươi muốn đi đại điển hải tế cứu một người. Ta nghĩ ngươi nhất định đang gạt ta, hơn nữa còn dùng lý do hoang đường không hiện thực để lừa ta như vậy. Nhưng rất kỳ quái chính là, ta vẫn tin tưởng. Sau đó ta nghĩ, ngươi định làm như thế nào đây? Ta không nghĩ ra được, thế nhưng ta lại thấy được. Ta thấy ngươi lên Thiên Nhai Đài, tạm dừng đại điển hải tế. Ta nghe nói ngươi đã đi mê giới, hoàn thành nhiệm vụ rửa tội cơ hồ không thể hoàn thành. Lần thứ hai ngươi lên Thiên Nhai Đài, giết Quý Thiếu Khanh, kiếm áp Điếu Hải Lâu, cùng cảnh giới không người nào dám ứng chiến. Thời gian đó toàn bộ quần đảo Cận Hải đều lan truyền tên của ngươi. Ngươi trở về với diện mục của một người anh hùng. Có lẽ ngươi không tin, thế nhưng ngươi đã cổ vũ ta. Ta không mạnh mẽ bằng ngươi, nhưng trong lòng ta và ngươi cũng đều kiên quyết. Khương Vọng nói, sở dĩ khi đó cô tin tưởng ta là bởi vì cô cũng đang theo đuổi một chuyện không có khả năng. Cô cũng là người kiên định như vậy. Ta tham dự vụ án này mới mấy ngày, đã cảm nhận được áp lực không thể thở nổi. Mà cô lại dưới loại áp lực này, nỗ lực nhiều năm như vậy. Cô hiện tại là đang có tính toán gì xúc, động sao? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Lâm Hữu Tà nói, chỉ là, ngươi là người thiên tài nhất mà ta biết. Ta tin tưởng một ngày nào đó, ngươi sẽ có thể đứng ở đỉnh cao nhất. Ta nói là nếu như ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta muốn trịnh trọng thỉnh cầu ngươi, vào lúc có dư lực có thể lật lại vụ án của cha ta. Dứt lời, nàng đối mặt với Khương Vọng, liền cúi người bái lại ngay trong xe ngựa. Khương Vọng đưa tay đặt lên vai nàng, ấn nàng trở về chỗ ngồi, Lâm bộ đầu, đỉnh cao nhất, nào có dễ dàng như vậy. Cầu người không bằng cầu mình. Hắn suy nghĩ rồi cuối cùng hỏi, có một người tên là Đỗ Phòng, xuất thân từ Thanh Bài, ngươi hiểu rõ hắn không? Lâm Hữu Tà đầu tiên là ngẩn ra, trầm mặc một lúc lâu, mới lên tiếng, năm đó người ném thi thể cha ta vào trước mặt ta. Gọi là Đỗ Phòng, hắn là thuộc hạ của cha ta, cũng coi như nửa đệ tử của cha ta. Lúc ấy hắn giải thích là bởi vì tâm tình kích động, nhất thời không cách nào chấp nhận. Nàng dùng thanh âm không có ba động gì kể lại, Lệ Hữu Cữu từng điều tra Đỗ Phòng, về sau điều tra ra kết luận là bởi vì quy củ của Thanh Bài thế gia. Rất nhiều bí thuật cha ta không chịu dạy Đỗ Phòng, cho nên Đỗ Phòng dần dần sinh ra hận ý, sau khi cha ta chết, muốn hủy hoại ta. Sau đó không bao lâu, Đỗ Phòng bị chết bất ngờ trong lúc phá án, sự tình cũng không còn nữa. Lệ Hữu Cữu, cái chết của Đỗ Phòng là ai làm? Khương Vọng hỏi. Trước kia ta sẽ rất kiên định nói cho ngươi, hoặc là thật sự ngoài ý muốn, hoặc là bị người diệt khẩu, tuyệt đối không liên quan tới tứ đại Thanh Bài thế gia. Bởi vì giáo dục mà bọn ta từ nhỏ đã tiếp nhận chính là làm việc trong quy củ, mọi chuyện đều theo pháp. Hơn nữa cái chết của Đỗ Phòng chỉ là nghe qua kỳ quặc, thực tế vụ án cũng rất bình thường.
Nghi phạm mà hắn đuổi bắt đích thật chỉ có Đằng Long Cảnh, nhưng người chân chính giết chết hắn chính là phụ thân của tên nghi phạm đó. Lâm Hữu Tà nói, nhưng hiện tại ta đã không thể xác định. Nếu Lệ Hữu Cửu đã âm thầm gia nhập Bình Đẳng Quốc, tổ huấn của tứ đại thanh bài thế gia đương nhiên không cách nào can thiệp vào. Ngay cả bản thân Lâm Hữu Tà cũng không thể loại trừ khả năng tứ đại thanh bài thế gia giết người trả thù. Cho nên Lâm Hữu Tà nói, nàng cũng không thể xác định nguyên nhân cái chết của Đỗ Phòng. Khương Vọng nhất thời không nói gì. Lâm Hữu Tà tiếp tục nói, lúc Lệ Hữu Cửu thụ hình, ta ở trên pháp trường. Ta không nên đi, nhưng ta không thể không đi. Kỳ thật quan hệ giữa Lệ Hữu Cửu với cha ta rất không tốt. Ô Gia Gia nói, cái gì hắn cũng muốn tranh với cha ta, lại cái gì cũng không thể tranh được. Nhưng sau khi cha ta chết đi, Ô Gia Gia từ quan biến mất một đoạn thời gian rất dài, là Lệ Hữu Cửu vẫn luôn chăm sóc ta. Ta thấy hắn ở trên pháp trường, có người cắt thịt hắn, từng miếng rơi xuống. À, thấy vẻ mặt của hắn, ta biết hắn rất muốn mắng to, mắng mấy lời đại loại như triều đình đối với tứ đại thanh bài thế gia bất công. Hắn rất muốn mắng nhưng lại không mắng, bởi vì tứ đại thanh bài thế gia còn có người sống, bởi vì ta còn sống, hắn không muốn gây phiền toái cho ta. Ô Gia Gia không định thu đồ đệ nữa, tứ đại thanh bài thế gia chỉ còn lại một mình ta là truyền nhân. Nói tới đây, dường như Lâm Hữu Tà mới thu lại được cảm xúc, nàng một lần nữa dùng ánh mắt nhìn về phía Khương Vọng, tại sao ngươi lại đột nhiên nhắc tới người này? Tề quốc phát triển quá nhanh, mạnh lên quá nhanh chóng, trong quá trình này cũng có quá nhiều người bị bỏ qua. Không phải ngay từ đầu Lệ Hữu Cửu đã thuộc về Bình Đẳng Quốc, tình huống của hắn và Diêm Đồ hoàn toàn khác nhau. Hắn tìm không thấy lối ra ở trong lịch sử huy hoàng cùng hiện trạng lụi bại của thanh bài thế gia. Thân là thanh bài, đối mặt với cái chết của Lâm Huống nhưng bất lực. Lâm Huống ưu tú hơn hắn nhiều, cũng chết đi một cách không phân lượng như vậy. Hắn thì có thể làm được gì? Tương lai của tứ đại thanh bài thế gia ở đâu? Hiển nhiên hắn đang rất hoang mang mê man. Hắn cùng với Ô Liệt, Lâm Hữu Tà đã có lựa chọn khác nhau, nhưng hắn quan tâm tới Lâm Hữu Tà cũng không phải giả dối. Con người chính là phức tạp như vậy. Khương Vọng nhìn thấy càng nhiều, càng không dám xem thường luận định một người nào. Hắn chỉ nói, Đỗ Phòng có một đồng hương quen biết tên là Cố Hạnh. Trước kia là chính tướng Trục Phong Quân, vào năm Nguyên Phượng thứ 38 đã giải trừ quân chức ra biển, hiện tại là đảo chủ của Bá Giác Đảo. Lâm Hữu Tà nheo mắt, Bá Giác Đảo thuộc sở hữu Đại Trạch Điền Thị, mà nàng vốn đang hoài nghi Điền Gia. Ô Liệt từ quan nhiều năm như vậy, vẫn luôn âm thầm điều tra Điền Gia, đã nắm giữ tương đối nhiều manh mối, chỉ là từ đầu đến cuối không thể lấy được chứng cứ hạch tâm. Nếu như đảo chủ Bá Giác Đảo Cố Hạnh có quan hệ với hành vi của Đỗ Phòng năm đó, không thể nghi ngờ là chứng cứ quan trọng đem Đại Trạch Điền Thị trói chung một chỗ với vụ án ám sát Lôi Quý Phi. Ta biết rồi, nàng nhìn Khương Vọng thật sâu một cái, cảm ơn. Dứt lời nàng liền trực tiếp đứng dậy. Nhìn bộ dạng lôi lệ phong hành của nàng, Khương Vọng nhịn không được nói, thật ra nhân sinh rất dài, đã chờ đợi nhiều năm như vậy, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Lâm Hữu Tà đưa tay đỡ lấy cửa xe, thản nhiên nói, nhưng thập nhất điện hạ chỉ có thể chết trong lần này. Khương Vô Khí chỉ chết một lần này, Tề Thiên Tử cũng chỉ thương tâm một lần duy nhất này. Thời cơ tra xét vụ án cũ, rất có thể sẽ không còn nữa. Bởi vì đứa bé năm đó được mổ ra từ trong bụng Lôi Quý Phi đã không còn ở đây nữa. Màn xe buông xuống, người đã không còn tăm tích. Chỉ có mùi dược thảo mơ hồ là còn đang miêu tả về nàng. Khương Vọng thật lâu không nói gì. Nếu như đường, Kim Hoàng hậu đích thật là người đứng sau màn của vụ án ám sát Lôi Quý Phi, Điền Gia là con dao mà năm đó nàng sử dụng. Nếu như hành vi của Đỗ Phòng thực sự có liên quan tới Cố Hạnh, là do Điền Gia khống chế để quán triệt ý chí của đương Kim Hoàng hậu. Như vậy ném thi thể của Lâm Huống xuống trước mặt Lâm Hữu Tà, ngoại trừ uy hiếp còn có ý nghĩa hả giận rất mạnh. Bất kể Lâm Huống đã làm cái gì, không biết điều ra sao, người đã chết, còn chút giận vào một tiểu cô nương 3 tuổi, thật sự là lòng dạ hẹp hòi. Nếu hoàng hậu một nước mà hẹp hòi như vậy, há lại là phúc của thiên hạ. Các bạn đang nghe truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1547, chỉ có ngông nghênh 2. Người đứng sau màn này nếu là hoàng hậu, quả thực có thể thuyết phục rất nhiều chuyện, có thể sâu chuỗi lại tất cả những manh mối hiện có. Nhưng tại sao hoàng hậu lại muốn hại Lôi Quý Phi?
lùi lại 17 năm trước, thậm chí Khương Vô Khí còn chưa sinh ra, thế lực Lôi gia cũng thường thường. Lôi Quý Phi có thể có uy hiếp gì? Khương Vọng trong lúc nhất thời nghĩ mãi không rõ. Nhưng mà hắn đã hiểu được lựa chọn trong lòng hắn. Hắn cũng đang tìm kiếm đáp án. Thời gian gian nan tiến lên, Khương Vọng vừa khắc khổ tu hành vừa chờ đợi tin tức. Bên ảnh vệ điều tra đối với việc Công Tôn Ngu đứt lưỡi, bên Lâm Hữu Tà điều tra về Cố Hạnh đảo chủ Bá Giác đảo. Khương Vọng sẽ không chuyện gì cũng phải tự mình đi làm, việc chuyên nghiệp giao cho người có chuyên môn. Sức mạnh siêu phàm mới là căn bản của hắn, cho nên chờ đợi, cho nên tu hành. Nhưng người tới cửa đầu tiên lại là Trịnh Thương Minh. Thời tiết đông nguyệt, gió mùa về lạnh se sắt. Khương phủ từ trên xuống dưới, từ quản gia đến hạ nhân đều thay một bộ áo bông mới tinh. Sắc mặt tinh thần trở nên rực rỡ hẳn lên. Tốt xấu gì cũng có vài phần biểu tượng của cao môn đại hộ. Trịnh Thương Minh đạp gió bấc mà đến, trang phục gọn gàng, vô cùng lưu loát, uy nghiêm trong khí chất cũng càng thêm rõ ràng. Kinh doanh ở Bắc Nha lâu như vậy, hắn cũng dần dần tiếp nhận uy quyền của Trịnh Thế. Bất kỳ một tân nhiệm Bắc Nha đô úy nào không được phụ tử bọn họ tán thành đều rất khó thoát khỏi ảnh hưởng của bọn họ ở Bắc Nha. Nhưng đồng thời Khương Vọng cũng không chút nghi ngờ, nếu mình tiếp nhận Bắc Nha đô úy, sẽ hợp tác với hắn vô cùng vui vẻ. Bởi vì Trịnh Thương Minh hiện tại đã là một người nối nghiệp hợp cách, cũng là một người đủ tỉnh táo. Rất rõ ràng cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Trịnh Thế càng là nhân vật có chừng mực giỏi nắm bắt, nhất định có thể làm cho các phương đều cảm thấy dễ chịu. Chẳng qua đôi khi lại không hiểu ra sao cảm thấy đáng tiếc, Trịnh Thương Minh ngày đó cuối cùng không còn nhìn thấy nữa. Nhớ lại chuyện cũ, như gió bấc thổi nam lâu. Khương Vọng mặc một bộ thanh sam, đứng một mình. Trong viện, một đóa diễm hoa sinh rồi tắt trên đầu ngón tay. Văn tự chi tiết của diễm hoa phần thành chậm rãi chảy xuôi trong lòng. Chỉ lấy diễm hoa mà nói, môn đạo thuật do Tả Quang Liệt sáng tạo này, đến nay Khương Vọng cũng chưa nhìn thấy mấy môn có thể sóng vai cùng nó trong các đạo thuật hệ hỏa cùng cấp độ. Nó làm cơ sở cho diễm hoa phần thành, gần như cũng có thể nói đã xây dựng hệ thống đạo thuật hệ hỏa của Tả Quang Liệt. Trên thuật này, Khương Vọng đã sớm nở ra màu sắc của mình, quán chú vào sinh mệnh lực đặc biệt. Cho nên diễm hoa phần thành của hắn tất nhiên cũng có biến hóa so với của Tả Quang Liệt. Trịnh Thương Minh bước vào trong viện, nhìn thấy đóa diễm hoa sinh diệt không dứt này, cảm thụ trực quan nhất là đẹp, tiếp theo liền thán phục sinh mệnh lực của nó. Diễm hoa của ngươi, hẳn là đã vượt qua Tả Quang Liệt rồi, hắn nhịn không được hỏi. Diễm hoa trên đầu ngón tay quy về một điểm hỏa tinh, lại rơi vào đầu ngón tay, không hề lãng phí chút đạo nguyên nào. Chỉ ở cấp độ này vốn đã có cực hạn, đều ở vị trí đó, không thể nói là vượt hay không vượt. Nếu nói đến ứng dụng càng cao hơn, vậy thì còn kém xa lắm. Khương Vọng nhìn về phía Trịnh Thương Minh, xem ra vụ án này, ngươi đã nắm chắc 10 thành. 8 thành mà thôi, Trịnh Thương Minh nói, còn thiếu một chút chứng cứ mấu chốt. Vậy ta phải chúc mừng ngươi rồi, Khương Vọng nói. Trịnh Thương Minh hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải là ta chúc mừng ngươi? Khương Vọng ngay ở trong viện, đưa tay mời hắn ngồi xuống, ta vẫn luôn cảm thấy, có lẽ là Lâm Hữu Tà đã tìm ra chân tướng trước. Chúng ta vốn có thể đẩy Lâm Hữu Tà ra ngoài vụ án. Chỉ có điều, Trịnh Thương Minh ngồi xuống, thản nhiên nói, mặc dù tứ đại thanh bài thế gia đã tan thành mây khói, dù sao cũng là nền tảng sớm nhất xây dựng nên hệ thống thanh bài, sức ảnh hưởng còn sót lại không thể khinh thường. Cho dù là thiên tử cũng cảm thấy nên cho bọn chúng một cái công đạo, Bắc Nha chúng ta càng như thế. Cái công đạo mà các ngươi nói đến chính là để cho cô ấy tham dự vào vụ án mà cô ấy vốn nên tham dự. Khương Vọng ngồi đối diện hắn, nhẹ giọng hỏi, trên bàn đá có một cái bếp lò nhỏ, trên bếp đang đun một bình trà, lúc này hơi nóng lượn lờ. Ngươi rất khó không thừa nhận, nếu như Bắc Nha không gật đầu, cô ta ngay cả cơ hội tìm kiếm chân tướng cũng không có. Trịnh Thương Minh nói lời này rất lãnh khốc, nhưng đó lại là sự thật hết sức trần trụi. Ngươi chắc chắn như vậy, nhất định có thể tìm ra chân tướng trước cô ấy sao? Khương Vọng nói, Lâm Hữu Tà đã có tử trí, một người lấy tử trí làm việc, sao ngươi dám xem thường? Đó là sự lựa chọn của cô ta. Trịnh Thương Minh hờ hững nói, nhìn về phía Khương Vọng, Khương huynh, ta chỉ muốn biết lựa chọn của ngươi. Phải nói, ở trong phủ tuần kiểm đô thành, sau khi Trịnh Thương Minh chủ động đưa ra thiện ý, cho đến tận bây giờ, hắn và Khương Vọng ở chung đều rất vui vẻ, thậm chí có thể xưng hai chữ bằng hữu. Mà ngược lại, trước đó Khương Vọng và Lâm Hữu Tà lại có rất nhiều lục đục.
Ngay từ đầu Lâm Hữu Tà đã nắm lấy Khương Vọng không tha, bởi vì điểm đáng ngờ của địa ngục vô môn, hận không thể lập tức tìm ra chứng cứ ném Khương Vọng vào trong thiên lao. Trong một khoảng thời gian rất dài, Khương Vọng chỉ muốn tránh xa Lâm Hữu Tà. Nhưng giờ phút này, Khương Vọng chỉ có thể nói, Trịnh huynh, ta không tiếp nhận nổi vị trí đô úy Bắc Nha. Dường như Trịnh Thương Minh cũng không quá bất ngờ, dù sao về vấn đề này, Khương Vọng đã do dự quá lâu rồi. Nhưng hắn vẫn hỏi, vì sao? Khương Vọng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời đầy mây mù, có chút cảm khái hỏi, Thương Minh huynh, ngươi nói vị trí tuần kiểm đô úy kiêm tuần kiểm chính sử của phủ tuần kiểm đô thành này, rốt cuộc là đại biểu cho cái gì đây? Là quyền lực hay là trách nhiệm? Trịnh Thương Minh không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đáp, đại biểu chính là quyền lực cực lớn nắm giữ hệ thống thanh bài. Về phần trách nhiệm, quyền lực và trách nhiệm vốn là một thể, nắm giữ thanh bài thì phải gánh trách nhiệm của thanh bài. Khương Vọng lại hỏi, như vậy trách nhiệm của thanh bài là gì? Bốn chữ tuần kiểm đô úy, quan trọng là tuần kiểm hay là đô úy? Ta nghĩ ta hiểu ý của ngươi. Trịnh Thương Minh chậm rãi nói, ngươi muốn lựa chọn cái gọi là chân tướng. Thế nhưng Khương huynh có từng nghĩ qua chưa, thực quân chi lộc, trung quân chi sự. Phủ tuần kiểm đô thành là trực thuộc thiên tử, không phải là đất phong của Thanh Dương trấn ngươi. Vị trí tuần kiểm đô úy này, quan trọng nhất không phải là tuần kiểm, cũng không phải là đô úy, mà là cái chữ còn chưa viết ra. Khương Vọng thở phào một hơi, thản nhiên nói, cho nên vị trí này ta ngồi không nổi. Trịnh Thương Minh nhìn hắn, Khương huynh, ta luôn rất bội phục ngươi, cũng biết rõ ngươi là một người có ý chí kiên định. Thế nhưng ngày hôm nay ta muốn khuyên ngươi một câu chân thành, sự tin tưởng của thiên tử đối với ngươi, thiên hạ đều biết. Ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi cự tuyệt vị trí này sẽ khiến thiên tử thất vọng cỡ nào? Ngươi cự tuyệt không chỉ là Bắc Nha đô úy, càng là cơ hội biểu đạt lòng trung thành với thiên tử. Ngươi có biết con đường làm quan sau này của ngươi rất có thể bởi vì sự lựa chọn của ngươi hôm nay mà khó khăn để lên chức không? Khương Vọng đương nhiên biết. Cho dù hắn không biết, Trọng Huyền Thắng cũng đã sớm nói qua với hắn. Nhưng hắn chỉ bình tĩnh nói, Tề quốc rất lớn, hẳn phải có đất đai để tiếp nhận các loại nhân vật. Nếu như không có, ta nghĩ cũng không phải là tổn thất của ta. Trịnh Thương Minh trầm mặc chốc lát, nói, mặc dù ta không tán thành, nhưng ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Hắn thở dài một tiếng, Khương huynh à, có lúc ta cảm thấy, ngươi thật sự là một người khiến người ta hâm mộ. Ta có cái gì mà hâm mộ chứ? Khương Vọng cười khẽ, một thân một mình, chỉ có ngông nghênh. Nói đến là, quan tam phẩm, lời nói có mấy ai nghe. Con người luôn hâm mộ những thứ mà hắn không cách nào trở thành. Trịnh Thương Minh nhếch môi, như vậy đi Khương huynh, ta cáo từ trước. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Lúc sắp đi tới cửa viện, chợt nghe phía sau truyền đến giọng nói của Khương Vọng. Trịnh huynh, nói đến, lúc ngươi bị Văn Liên Mục Thiết Cục thao túng. Nếu như lúc ở núi Cản Mã ta lỡ tay giết ngươi, bởi vậy sẽ khơi lên cơn giận của phụ thân ngươi Bắc Nha đô úy. Ngươi có nghĩ tới ngươi cần chân tướng hay không? Trịnh Thương Minh dừng bước. Ta đã từng nghĩ, ta vô cùng nghiêm túc từng nghĩ tới. Hắn nói, thứ ta nghĩ là, ta cần quyền lực. Hắn cứ như vậy đứng ở cửa viện, đưa lưng về phía Khương Vọng, giọng điệu bình tĩnh nói, Khương huynh, không phải ai cũng có thể giống như ngươi, là thiên tài phá vỡ truyền thuyết, có dũng cảm phá vỡ quy tắc. Ta chỉ là đang cố gắng làm một người bình thường. Chương 1548, sợ khó giới ngôn 1. Trịnh Thương Minh đã cất bước rời đi. Hắn còn có một câu trong lòng không nói ra. Nhưng mặc dù là Khương Vọng ngươi, hiện tại truyền thuyết sáng tạo ra cũng chỉ ở cấp độ nội phủ. Sau Ngoại Lâu là Thần Lâm, sau Thần Lâm là Động Chân, sau Động Chân lại Diễn Đạo. Thế giới này quá mênh mông, sức mạnh vĩ đại quá vĩ đại. Có một số việc, ngươi thật sự có thể thay đổi sao? Trịnh Thương Minh đã từng kiên quyết không chịu dựa vào ánh sáng của bậc cha chú, mai danh ẩn tích tòng quân, cố chấp một mình phấn đấu. Trong bố cục của Văn Liên Mục, trước phủ của Trấn Quốc Nguyên Soái, bị nắm đấm của Vương Duy Ngô đập vỡ tất cả kiêu ngạo. Từ đó dứt khoát gia nhập hệ thống thanh bài, dùng tốc độ nhanh nhất thích ứng với Bắc Nha. Hôm nay hắn và Khương Vọng có lựa chọn khác nhau, nhưng lựa chọn của hắn không phải hôm nay mới làm. Đây rốt cuộc là trưởng thành lột xác hay là thỏa hiệp sa đọa, cũng rất khó nói rõ ràng. Mỗi người đều sống trong hệ thống đạo đức của mình, toàn bộ đấu tranh, tín ngưỡng, viện cớ. Đến cuối đời, cũng chỉ là sự bào chữa cho lựa chọn sau cùng. Có đôi khi sự thay đổi của con người chỉ trong một đêm.
nhưng cũng luôn có người, vĩnh viễn không thay đổi. Có lẽ vậy. Phật gia nói, giữa hoa nở hoa tàn, có một thế giới đã sinh diệt. Ai có thể khẳng định mình không phải người trong hoa? Khương Vọng lẳng lặng ngồi trước bàn đá trong viện, lại dựng thẳng lên một ngón tay, ở bên trong gió bấc, nhìn diễm hoa nở rồi tàn, tìm hiểu sự ảo diệu của đạo thuật. Có lẽ hôm nay không thích hợp tu hành, cũng không lâu lắm, Tạ quản gia lại đến báo cáo, nói có khách đến nhà. Một tấm danh thiếp, làm ra rất đẹp. Người tới thăm, Dương Kính quận Bích Ngô. Khương Vọng tắt đi diễm hoa, khẽ nhíu mày. Trịnh Thương Minh đăng môn là việc trong dự liệu, Dương Kính lại là ngoài ý muốn. Sự tình ngoài ý muốn, tóm lại là thiếu hụt một chút cảm giác an toàn. Mặc dù vậy, hắn vẫn đứng dậy đi ra ngoài, tự mình đi đón khách. Bất kể nói thế nào, lần trước, hắn không mời mà tới, quả thực là đường đột. Cũng là đối phương nể mặt, không so đo với hắn, không có lý nào đảo mắt đối phương tới thăm, hắn bắt đầu ra vẻ tự cao tự đại. Khương Tước gia hắn có cao ngạo bình thường cũng chỉ ở trong đám bạn tốt, cũng có thể ngẫu nhiên lên mặt với đám bạn như Trọng Huyền Thắng, Hứa Tượng Càn. Dương Kính hôm nay mặc một thân hắc y, có vẻ nghiêm túc, cũng không mang theo tùy tùng, một mình đứng ở ngoài cửa, cung và kiếm đều thu lại, nhuệ khí trên người vẫn không giảm. Khương Vọng bước vài bước ra nghênh đón, không biết quý khách đến thăm, Khương Mỗ không tiếp đón từ xa. Tước gia khách khí rồi. Dương Kính nhìn hắn một chút, vào trong nói chuyện được chứ. Khương Vọng lập tức nghiêng người, vào trong viện của ta. Cũng may hôm nay Trọng Huyền Thắng không có ở đây, nếu không nói không chừng hắn sẽ tới làm phiền. Ảnh vệ dưới trướng bị đánh một trận tại quận Bích Ngô, điều này làm cho hắn khó chịu vô cùng. Hai người đi vào trong viện. Dương Kính không hàn huyên một câu nào, trực tiếp nói, Công Tôn Ngu đã chết. Khương Vọng lập tức ngẩn ra, chết như thế nào? Không biết. Dương Kính nói, cho nên ta tới Lâm Truy. Lâm Truy to lớn biết giường nào, quan lại quý nhân biết bao nhiêu. Dương Kính nói một câu rất bình thản, có một loại cô độc như thiên quân vạn mã ngã độc vãng. Xem ra hắn và Công Tôn Ngu thật sự là bằng hữu vô cùng thân thiết. Khương Vọng nghiêm túc nói, tuyệt đối không có quan hệ gì với ta, ta cam đoan ta không biết gì về cái chết của hắn. Dương Kính nói, bằng không thì ta sẽ không đến phủ của ngươi một mình. Xem ra hắn đã âm thầm điều tra qua một lần. Khương Vọng suy nghĩ rồi lại hỏi, chết lúc nào? Dương Kính nói, sau khi ngươi đi, ta ở bên hắn một lúc, lúc đó trạng thái của hắn vẫn còn tốt, còn đang đọc sách. Chờ sáng sớm ngày hôm sau ta an bài xong chỗ ẩn cư mới, lúc đi đón hắn, người đã không còn. Không có ngoại thương, thông thiên cung, ngũ phủ vỡ hết mà chết. Lệnh huynh nói thế nào? Khương Vọng hỏi. Quận thủ quận Bích Ngô Dương Lạc, không thể nghi ngờ là một nhân vật rất có phân lượng chính trị, nếu có thể mượn nhờ thế của người này. Dương Kính thản nhiên nói, Công Tôn Ngu là bằng hữu của ta, không phải bằng hữu của huynh trưởng ta. Là ta lỡ lời. Khương Vọng nhận sai. Nhưng kỳ thật cái chết của Công Tôn Ngu, hung thủ cũng không khó đoán. Sẽ ở trong khoảng thời gian này giết Công Tôn Ngu, đơn giản chỉ có vài nhóm người muốn điều tra chân tướng và muốn che giấu chân tướng mà thôi. Nếu bản thân Khương Vọng không động thủ, như vậy cũng chỉ còn lại người bên Lâm Hữu Tà và Trịnh Thương Minh, cùng với hung thủ của vụ án ám sát Lôi Quý Phi. Ta nhờ người điều tra qua, vụ án gần đây ngươi giám sát là vụ án cái chết của Phùng Cố, Tổng quản Trường Sinh Cung. Dương Kính rất trực tiếp hỏi, ta muốn hỏi ngươi, vụ án này có quan hệ gì với Công Tôn Ngu không? Ngươi cực khổ đi quận Bích Ngô tìm hắn, là vì cái gì? Dưới tình huống không biết vụ án cụ thể, hắn trực chỉ vấn đề mấu chốt. Bởi vì hung thủ rất có thể là mang theo lý do giống như Khương Vọng, tìm tới quận Bích Ngô. Khi còn sống Công Tôn Ngu là tâm phúc của Thập Nhất Điện Hạ, khách quen trong Trường Sinh Cung. Ta cố ý đến quận Bích Ngô cũng là vì hỏi hắn một ít vấn đề liên quan tới Trường Sinh Cung. Khương Vọng nghiêm túc nói, chi tiết cụ thể của vụ án ta không tiện nói cho ngươi. Thế nhưng nếu ngươi có thể hỗ trợ cung cấp một ít manh mối, có lẽ ta sẽ nhanh chóng tìm ra hung thủ. Dương Kính từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại, lấy thân phận địa vị của ngươi bây giờ, ngươi đi Bích Ngô quận tra án, tại sao phải lén lút? Vụ án này chỉ sợ không chỉ đơn giản là cái chết của Phùng Cố. Ngươi cùng ai là địch? Có ai đang âm thầm giám thị ngươi sao? Hung thủ có thể vì truy tung ngươi mới tìm được Công Tôn Ngu hay không? Khương Vọng trước đó may mắn vì không có Trọng Huyền Thắng ở đây, lúc này lại hy vọng tên mập kia ở đây. Dương Kính Chân thật sự không phải một nhân vật đơn giản.
Rất nhiều người đồn rằng hắn chỉ là con chim non được huynh trưởng Dương Lạc che chở, nhưng sau khi Khương Vọng tự mình tiếp xúc qua thì phát hiện, rõ ràng người này biết tiến thối, hữu dũng hữu mưu. Vừa có thể chu toàn tình bằng hữu giữa hắn và Công Tôn Ngu, lại có thể tận lực buông bỏ trách nhiệm, không ảnh hưởng tới việc huynh trưởng của hắn làm quận thủ, còn có thể dùng ánh mắt nhạy cảm tiếp cận hạch tâm vấn đề. Nói đến, hắn cố ý gạt bỏ huynh trưởng của mình qua một bên, có phải cũng ngửi được sự nguy hiểm của chuyện này hay không? Cẩn thận cân nhắc một hồi, Khương Vọng mới nói, quả thật ta không thể nói chi tiết vụ án này, đây là quy củ của Thanh Bài. Về phần khả năng ngươi nói, quả thực là ta không thể loại trừ. Dương huynh, xin yên tâm, cái chết của Công Tôn Ngu, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Công Tôn Ngu là bằng hữu của ta, chết ở trang viên của ta. Dương Kính nhàn nhạt nói, ta tới là để tìm công đạo cho mình. Vậy ngươi càng nên hợp tác với ta. Khương Vọng rất thành khẩn nói, tên hung thủ giết Công Tôn Ngu, có thể là do hắn biết một chút gì đó. Ta phụ trách giám sát hoàn toàn vụ án Trường Sinh Cung, ở Bắc Nha, ở trong triều, khắp nơi đều có người. Trọng Huyền Thắng ở trong phủ ta, Thạch Môn Lý Thị có mối quan hệ thông gia với ta, Yến Phủ là hảo hữu chí giao của ta, Trịnh Thương Minh và ta giao tình thâm hậu. Bất kể hung thủ là ai, liên quan đến thế lực gì, ta khẳng định có thể tra đến cùng, tìm ra chân tướng. Khương Vọng ở chỗ này không ngừng xé ra hổ, cũng không biết là câu nói nào xúc động đến Dương Kính. Sau khi hắn trầm mặc một hồi, rốt cục nói, nhưng Công Tôn Ngu không nói gì với ta hết. Nói những gì ngươi biết là được. Khương Vọng vội vàng nói, ngươi muốn nghe từ đâu? Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần, thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1549, sợ khó giới ngôn, 2. Khương Vọng suy nghĩ rồi mới hỏi, lưỡi của hắn bị đứt khi nào? Vào giao thừa năm ngoái, Công Tôn Ngu tới tìm ta. Dương Kính từ từ nói, lúc đó, lưỡi của hắn cũng đã đứt mất rồi. Giao thừa năm đạo lịch 3918, chính là thời kỳ quốc chiến Trang Ung. Một đường cố gắng, không ngừng nghỉ đi tới, hôm nay mới giật mình phát giác, thì ra một năm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Khương Vọng đương nhiên không thể quên đêm mưa đó, vĩnh viễn không thể. Nhưng rất hiển nhiên, cũng là giao thừa năm đó, câu chuyện đã thay đổi cả đời Công Tôn Ngu cũng đã phát sinh. Giao thừa năm đạo lịch 3918, Trường Sinh Cung đã xảy ra chuyện gì? Bị đứt thế nào? Khương Vọng hỏi. Lúc đó ta cũng hỏi hắn như vậy. Dương Kính nhìn hoa văn trên mặt bàn đá, lâm vào hồi ức, đêm hôm đó có tuyết rơi, tuyết rất lớn. Ta uống hơi nhiều, một mình về phòng, hắn ở trong viện của ta chờ ta. Ta rất vui vẻ, có cái gì vui vẻ hơn so với bạn tốt đến gặp ngươi vào đêm tuyết rơi chứ? Ta hỏi hắn có muốn uống rượu không, ta nói ta săn được một con hươu rất béo. Ta nói mấy ngày trước có một kẻ ở trong thành tới mua danh trục lợi, miệng lưỡi sắc bén, vừa vặn ngươi đến mắng cho hắn cẩu huyết lâm đầu đi. Hắn lại chỉ mở miệng, bảo ta nhìn cái lưỡi của hắn. Chuyện gì xảy ra? Ta hỏi hắn xảy ra chuyện gì? Hắn không có phản ứng gì. Ta rất vội, rất tức giận. Ta nói ta muốn giết người, ta nhất định phải giết mấy người mới được. Trong lòng ta như bị lửa thiêu. Trong viện phủ đầy tuyết, hắn ngồi xổm xuống, viết một hàng chữ trên mặt tuyết là cả đời ta giỏi miệng lưỡi, sợ khó mà giới ngôn, cho nên cắt lưỡi tỏ chí mình, đời này không nói nữa. Rất nhanh dòng chữ kia liền bị tuyết phủ lại, mà hắn thật sự không giao lưu gì với ta nữa. Dương Kính hơi đau thương nói, ta đã hỏi hắn rất nhiều lần, hắn mỗi lần chỉ nhìn ta, ta không biết hắn đã xảy ra chuyện gì, ta nghĩ hắn không muốn cho ta biết. Nói cách khác, lưỡi Công Tôn Ngu bị chính hắn cắt, mà nguyên nhân là vì giới ngôn. Tại sao hắn phải giới ngôn? Có phải hắn đã biết được chuyện gì đó mà hắn không nên biết, mà đây cũng là lý do hắn rời khỏi Trường Sinh Cung? Có khi nào có quan hệ với chân tướng của vụ án ám sát Lôi Quý Phi hay không? Sau đó hắn có liên hệ gì với Trường Sinh Cung không? Khương Vọng hỏi. Theo ta được biết, không có. Dương Kính nói, hắn chưa từng rời trang viên một bước. Khương Vọng nghiêm túc nói, ta nghĩ Công Tôn Ngu không nói gì với ngươi, có lẽ là vì bảo vệ ngươi. Có lẽ vậy, thế nhưng bảo vệ hắn mới là điều người làm bằng hữu như ta muốn làm nhất. Dương Kính nói đến đây, liền đứng lên nói, ngươi đã nói cái gì với ta cũng không tiện, vậy thì từ biệt nơi này đi. Khương Vọng vô thức hỏi, ngươi muốn đi đâu?
ta đã nói cho ngươi toàn bộ những gì ta biết. Dương Kính nhìn hắn một chút, tiếp theo ta muốn dùng cách thức của mình đi tìm đáp án. Ngươi sẽ chết. Trong lòng Khương Vọng cơ hồ là hiện lên ý nghĩ này đầu tiên. Hắn vô cùng nghiêm túc nói, việc phá án, tự nhiên có thanh bài bọn ta làm. Tin tức ngươi nắm giữ và tin tức bọn ta nắm giữ hoàn toàn không cùng một cấp độ, tùy tiện gia nhập không có tác dụng gì. Không bằng ngươi về quận Bích Ngô trước đi, có kết quả ta sẽ thông báo cho ngươi đầu tiên. Hung thủ thật sự của vụ án ám sát Lôi Quý Phi cho dù không thuộc về đương kim hoàng hậu, tất nhiên cũng là thế lực có cấp độ không kém đương kim hoàng hậu bao nhiêu. Hung thủ giết chết Công Tôn Ngu, Dương Kính truy tung không được tung tích còn tốt, nếu thật sự tìm được, chỉ sợ kết cục sẽ rất khó coi. Những thứ khác không nói, chỉ dựa vào nghĩa khí của Dương Kính đối với bằng hữu, Khương Vọng cũng không muốn trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết. Xem ra ta đoán không sai, thế lực thuộc về hung thủ rất mạnh, Dương gia ta không chọc nổi. Dương Kính giật giật khóe miệng, giống như giễu cợt, cũng đúng, bằng không sao dám tùy tiện giết bằng hữu của ta như vậy. Xin ngươi tin tưởng ta. Dù sao Khương Vọng cũng không thể nhiều lời, chỉ có thể nhấn mạnh ta sẽ không từ bỏ vụ án này, hơn nữa ta đã chạm đến chân tướng. Ta biết ngươi rất có uy tín, nhưng xin lỗi, ta không thể đem cái chết của bằng hữu của ta gửi gắm toàn bộ vào một người chưa từng quen biết. Dương Kính xoay người rời đi, không một chút do dự. Đến đột ngột, đi quyết đoán. Đây là một người thông minh mà còn tỉnh táo. Hắn một thân một mình tới Lâm Truy, có lẽ đã sớm có sự chuẩn bị. Gió lạnh buông xuống trong viện, lại một lần nữa chỉ còn lại một mình Khương Vọng. Hắn ngồi một mình trên ghế đá, yên lặng suy nghĩ về vụ án. Vụ án này không thể tiếp tục kéo dài thêm nữa. Nhưng chứng cứ mấu chốt ở đâu? Bên Lâm Hữu Tả sẽ có thu hoạch sao? Khương Vô Khí, Công Tôn Ngu, Phùng Cố, lần lượt chết rồi. Dương Kính nếu đụng vào thế lực phía sau màn kia, cũng mười phần hung hiểm. Kế tiếp là ai? Lâm Hữu Tà có tuyệt đối an toàn không? Thậm chí chính mình. Vụ án quan trọng 17 năm trước, như một vòng xoáy đen kịt thâm sâu vô hạn, đang không ngừng mở rộng, lại có ý đồ cuốn vào càng ngày càng nhiều người. Nhìn từ các phương diện, đều cần phải nhanh chóng đưa ra một kết quả. Hoặc là sẽ mở màn sân khấu che đậy nó, để ánh mặt trời chiếu vào, chiếu sáng mỗi ngóc ngách trong đó. Hoặc là chôn vùi triệt để nó, từ nay về sau không bao giờ đề cập tới nữa. Rất hiển nhiên, Công Tôn Ngu đã lựa chọn về sau. Không đúng. Nghĩ đến Công Tôn Ngu, Khương Vọng mơ hồ cảm thấy dường như mình đã chạm đến cái gì đó. Cho tới nay, hắn hình như đã quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng. Là cái gì chứ? Khương Vọng cau mày, đứng lên đi qua đi lại trong viện. Rốt cuộc là đã bỏ qua điều gì? Gió lạnh thổi tới ào ào, hắn dứt, khoát đi vào trong phòng, đóng cửa phòng lại, ngăn cách tất cả âm thanh, để mình có thể yên lặng suy nghĩ. Bỏ qua cái gì? Một mình hắn đi tới đi lui trong phòng ngủ, bỗng nhiên dừng bước, thấy được trên tường treo một bức tranh chữ. Đó là một bức tranh chữ cuối cùng Khương Vô Khí viết khi sinh tiền, mà hắn đã đặc biệt mời tượng sư dán vào. Thiên bất khí đại tề, sinh ngã Khương Vô Khí. Linh quang trong đầu Khương Vọng nổ tung. Đúng rồi, Khương Vô Khí. Hắn nghĩ rõ ràng vấn đề hắn đã bỏ qua là cái gì. Nếu Phùng Cố dùng cái chết để khơi dậy điều tra vụ án năm đó, hơn nữa còn lưu lại manh mối rõ ràng chỉ về phía Hoàng hậu Đại Tề. Hơn nữa hiện tại xem ra, Công Tôn Ngu hiển nhiên cũng biết một chút gì đó. Nói cách khác, đối với chân tướng của vụ án ám sát Lôi Quý Phi năm đó, Phùng Cố và Công Tôn Ngu đều nắm giữ một phần tin tức. Như vậy Khương Vô Khí với tư cách là Trường Sinh Cung Chủ sẽ hoàn toàn không biết chút gì sao. Nhân vật tuyệt đỉnh như vậy có khả năng bị thuộc hạ che giấu hoàn toàn chân tướng sao? Điều này không hợp lý. Nhưng nếu Khương Vô Khí đã biết rõ chân tướng, vì sao hắn không xử lý chuyện này? Với trí tuệ, thân phận, ảnh hưởng của hắn, làm thế nào cũng hữu dụng hơn Phùng Cố. Nhưng hắn đến chết cũng không đề cập đến. Tại sao? Chương 1550, lời không nói, 1. Một việc cuối cùng Khương Vô Khí làm khi sinh tiền là lấy thân làm mồi nhử, quét sạch gian tế Bình Đẳng Quốc trong cảnh nội Tề Quốc. Lễ hữu cữu thần lâm cảnh, diêm đồ động chân cảnh, toàn bộ đều bị thanh trừ. Dùng trí tuệ, quyết đoán như thế, cừu ra dạng gì mà không giải quyết được. Thù giết mẹ, vì sao hắn lại trầm mặc, vì sao không báo. Mối hận hàn độc nhập mệnh, vì sao hắn không rửa. Thậm chí,
vì sao vào giao thừa năm ngoái lại để Công Tôn Ngu rời đi. Mà mâu thuẫn ở chỗ, Khương Vô Khí không hề đề cập tới việc Công Tôn Ngu cắt lưỡi Tuyệt Ngôn. Cuối cùng vì sao Phùng Cố lại lấy cái chết để bức chân tướng của năm đó? Khương Vọng ngưng thần suy nghĩ, hắn mơ hồ cảm thấy mình đã vô cùng tiếp cận manh mối rồi. Nhưng như nhìn hoa trong sương, thủy chung vẫn cách một tầng gì đó. Là cái gì chứ? Khương Vô Khí, Phùng Cố, Công Tôn Ngu, Dương Kính. Công Tôn Ngu, cắt lưỡi, miệng không thể nói, gọi là câm. Cánh cửa vây khốn đã lâu trong đầu, ầm ầm mở ra. Trong những đầu mối hỗn loạn, đột nhiên có một cái rõ ràng hơn trước mắt. Khương Vọng quay người đi ra ngoài, lập tức bảo quản gia chuẩn bị xe, trực tiếp đi tới Trường Sinh Cung. Hắn hận không thể tự mình bay thẳng qua đó, nhưng ở một nơi như Lâm Truy, lại là thời điểm vi diệu như vậy, không thể không nói quy củ. Trong lòng hắn đã vội như tuấn mã, ở trong xe ngựa yên ả, vẻ mặt Khương Vọng vẫn bình tĩnh như cũ. Càng vội, càng cần phải yên tĩnh. Tĩnh có thể tự thủ, không mất bản tâm. Thậm chí hắn còn vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu tu luyện. Trong quá trình diễn luyện đạo thuật, thời gian luôn luôn trôi qua một cách êm đềm. Trường Sinh Cung không tính xa, không tốn bao nhiêu thời gian đã đến. Khương Vọng tự cảm thấy cũng đã bình phục lại tâm tình, vén rèm xuống xe ngựa. Đi thẳng vào trong Trường Sinh Cung. Đại nhân, dựa theo quy củ, phải có người đi cùng ngài mới có thể đi vào. Đầu lĩnh bộ khoái Thanh Bài nhanh chóng ngăn cản. Bộ khoái Thanh Bài canh giữ bên ngoài Trường Sinh Cung đã đổi một nhóm. Đương nhiên, bộ khoái Thanh Bài của Lâm Truy không ai không biết đến Khương Vọng. Cho dù chưa từng thấy hắn, cũng nên thấy qua chân dung của hắn. Mặc dù là chức trách, nhưng cũng phải cung kính. Vậy ngươi đi theo ta vào, Khương Vọng nói thẳng. Bộ khoái đầu lĩnh lắc đầu, chúng tôi đều không có tư cách tiến vào Trường Sinh Cung. Khương Vọng tâm tư đều ở trong manh mối, lúc này mới chợt nhớ tới, Trường Sinh Cung xem như hiện trường phát hiện vụ án. Trong khoảng thời gian phong tỏa chỉ có hắn và Lâm Hữu Tà, Trịnh Thương Minh, ba Thanh Bài chịu trách nhiệm vụ án mới có thể tiến vào. Còn không thể đơn độc tiến vào, ít nhất phải có hai người giám sát lẫn nhau. Đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn có năng lực lặng lẽ tiến vào Trường Sinh Cung, dự liệu những bộ khoái này cũng không phát hiện được. Nhưng ở thời điểm sợ bóng sợ gió này, không cần thiết làm việc phá hỏng quy củ. Đôi khi đường tắt gần ngay trước mắt lại là một con đường xa vô cùng quanh co. Nếu lặng lẽ tiến vào Trường Sinh Cung, dù có chứng cứ gì đi nữa thì cũng không thể tin được. Đi mời Trịnh Thương Minh, Khương Vọng trực tiếp phân phó, nói là ta bảo hắn đến giúp ta lục soát chứng cứ. Nếu Trịnh Thương Minh không có mặt, Lâm Hữu Tà Lâm phó sứ cũng được. Tóm lại ngươi nhìn ai trước thì mời người đó, ta chờ ở chỗ này. Lấy phân lượng của hắn hiện nay, ở bên trong hệ thống Thanh Bài, người không chấp nhận cũng là ít có. Càng đừng nói đến có đồn đại hắn muốn tiếp nhận chức vụ Bắc Nha Đô úy. Hầu như vừa dứt lời, lập tức có một bộ khoái Thanh Bài nhanh chóng đi xa, đi về phía Bắc Nha mời người. Khương Vọng thì đứng ngoài cửa cung, không bao lâu thần hồn chìm xuống biển, bắt đầu tu hành. Thời gian tuy ít, dùng để chờ đợi là rất vô ích, dùng cho tu hành luôn có chút ích lợi. Tích lũy từng bước chân để đi đến ngàn dặm, siêu phàm tuyệt đỉnh, cũng từ chân núi bước từng bước leo lên. Lúc Trịnh Thương Minh vội vàng chạy tới, Khương Vọng vừa vặn mở mắt ra. Sao vậy? Trịnh Thương Minh hỏi. Khương Vọng chỉ nói, vào đi. Trong ba người phụ trách vụ án này, đồng thời có hai người ở đây, cửa Trường Sinh Cung vì vậy mở ra. Tòa cung điện này càng thêm lạnh lẽo, nhân khí đã tản sạch sẽ. Khương Vọng xác định mục tiêu, trực tiếp đi đến chỗ bức tường vẽ chúng sinh tướng. Ngươi có phát hiện gì mới sao? Trịnh Thương Minh lại hỏi. Khương Vọng đứng trước bức tường, tỉ mỉ nhìn bức họa Khương Vô Khí để lại, không lên tiếng. Trịnh Thương Minh vì vậy cũng trầm mặc. Trong bức chúng sinh tướng này có quá nhiều nhân vật, cảnh tượng quá phức tạp, hầu như bao hàm tất cả quan sát của Khương Vô Khí đối với người. Bất kỳ ai chỉ cần tỉ mỉ quan sát đều có thể phát hiện ra nó không tầm thường. Nhưng nếu như nói bên trong đang cất giấu manh mối gì đó thì nó lại hỗn loạn, không có chìa khóa là không thể được. Khương Vọng một mực suy nghĩ, có phải mình đã bỏ qua manh mối gì hay không? Trước đây hắn cũng đã nghiên cứu nhiều lần bức bích họa này. Nhưng cho đến hôm nay nghĩ đến cái lưỡi đứt của Công Tôn Ngu mới đột nhiên liên hệ tới. Ở bên trong bức chúng sinh tướng này, người toàn thân khỏe mạnh tạm thời không nói tới, còn có người mù thao thao bất tuyệt với người điếc. Có người điếc khoa tay múa chân với người mù, có người không mũi câu cá bên cạnh bờ sông, có thể nói là khắc họa chúng sinh.
nhưng cái gọi là điếc, mù, câm, ung, bốn loại khuyết tật, Khương Vô Khí vẽ chúng sinh tướng, đã có điếc mù ung, làm sao lại sót một người câm? Đáp án kỳ thật vô cùng đơn giản, vị trí người câm kia nên là câm của Khương Vô Khí, chính là lời không nói ra của hắn. Mà vị trí của người câm cũng rất dễ tìm, Khương Vô Khí cũng không cố ý ẩn giấu quá sâu. Phân chia bức chúng sinh tướng này thành cửu cung. Người điếc và người mù ở góc trái phía dưới bức họa này, vị tại cấn cung. Người ung kia thì ở đoái cung chính giữa bên phải, một con sông nhỏ từ đoái cung đến càn cung, xuyên ra ngoài hình ảnh, trên bờ sông nông phu gánh phân bước đi, người ung cầm cần thả câu. Lấy vị trí của người điếc và người mù ở trên bức họa làm cơ sở, vị trí sở tại của người ung. Vị trí đối ứng hẳn là phương vị sở tại của ly cung, cũng chính là vị trí chính giữa của tầng trên bức họa này. Mà ở nơi này, vẽ chính là một vùng núi hoang, sơn mạch kéo dài thẳng ra bên ngoài hình ảnh. Cụ thể lấy vị trí sở tại của người ung để tham khảo, vị trí đối ứng chuẩn xác là trên núi hoang, một ngôi mộ cô độc. Đây là một ngôi mộ không chút thu hút, trước đó Khương Vọng đương nhiên cũng nhìn thấy, nhưng chỉ vội vàng lướt qua. Lúc này khóa chặt vị trí này, tinh tế quan sát mới chú ý tới trước ngôi mộ, trên bia chỉ khắc bốn chữ. Cách thức khác với bất kỳ một ngôi mộ nào. Bốn chữ này chính là lời mà Khương Vô Khí muốn nói. Khác chính là, người chết đã rồi. Khương Vọng nhất thời ngây ngẩn cả người. Trong phân tích của hắn, có lẽ Công Tôn Ngu cắt lưỡi là vì cắt đứt chân tướng năm đó, cũng là ám chỉ đáp án của Khương Vô Khí lưu lại trên bức tường. Câm của người này, bản thân chính là một chiếc chìa khóa. Cho nên Khương Vọng đương nhiên cho rằng Khương Vô Khí giấu chân tướng của vụ án năm đó ở nơi này. Nhưng Khương Vô Khí chỉ lưu lại sự lựa chọn của hắn ở chỗ này. Các bạn vừa nghe xong tập 155 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.